Giới hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay về đêm nay chẳng nên dĩ vui. Amaranthe, chúng con xin thành kính phụng hành. Sila-na-su-ga-tan-yan-ti, người giữ giới hằng được phú túc mạng chung thọ sanh lạc cảnh là tạng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh. Sa thuộc lành thai, Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm bầu trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, nương mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô đường an lành. Quy y Pháp bảo chân chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo tâm học trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, nương mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, nương mong Tăng bảo đức lành từ dung. Bhagavato sabba mangalang rakhantu sabbe deva ta sabba buddha nu khawe na sada sati phong quanh tu te Bhagavato sabba mangalang rakhantu sabbe deva ta sabba dhamma nu khawe na sada sati phong quanh tu te Bhagavato sabba mangalang rakhantu sabbe deva ta sabba sangha nu khawe na sada sati phong quanh tu te Tất cả Phật có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thụ sa thụ lành thai lành thai. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Và sa thú kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Và kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Buddhaya. Sa thú kính cảm ơn. Chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh và cảm ơn Sít Huệ Ngọc và cảm ơn quý Sít. Nam mô Bụt Tha Giá. Đây là chương trình Phật pháp của Đấng Tham Má trên mạng internet qua Ban Talk, Facebook và Zoom mỗi ngày 2 giờ giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối, Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Phong Lan thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ bảy ngày 24 tháng 7 năm 2021, Phật lịch 2565. Bài học hôm nay giáo trình kinh Tương Ưng Samyutta Nikaya, chương 1 Tương Ưng Chư Thiên Phẩm Thiêu Cháy, bài 6 kinh Thiên Nữ Achara Suttang, lên trời gặp ma sẽ do thượng tọa Pháp Tân giảng giải. Tiếp theo chương trình chúng con, dạ con chưa có thấy thượng tọa Tuệ Siêu vào.
Dạ vẫn chưa thấy thượng tọa Tề Siêu vào room. Dạ xin quý vị chờ đợi trong giây lát. Có lẽ thượng tọa đang online. Dạ. Dạ xin quý vị chờ đợi trong giây lát ạ. Dạ ngài đã vào ạ. Chúng con thành kính đảnh lễ thượng tọa Tề Siêu. Dạ. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh thượng tọa Tề Siêu dẫn nhập cho bài pháp thoại ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Chúng con xin được kính thỉnh ngài. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng chúng. Ở đây thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học qua một bài kinh gọi là Achara. Sutta Achara tức là một cái tên gọi để chỉ cho các vị thiên nữ Devata mà cái người câu chia họ có cái điệu múa gọi là Asara, Apsara, Apsara, Achara, giống như các vị thiên nữ họ múa quyển chuyển vậy đó. Thì bài kinh này được nói đến khi một vị trời hiện xuống bạch với Đức Phật một bài kệ thiên nữ đoàn tụ hội ngạ quỷ chúng tới lui rừng ấy danh rừng si làm sao có lối thoát. Sở dĩ nói như vậy đó mà tại vì có vị tỳ kheo đang tinh tấn tu tập bất ngờ mệnh trung sanh về phổ đu xúc vì đó là một vị chư thiên có nhiều phước báo nên ở trên cái tòa lâu đài đó hiện ra một cái thiên cung với nhiều tiên nữ đi quanh. Thì cái vị thiên tử này, vị thiên tử hậu thân của tỳ kheo đó, nghĩ rằng mình là vẫn còn là vị tỳ kheo đang hành đạo nên vị thiên tử này có phản ứng không thoải mái khi các thiên nữ đã đến gần hay ngỡ ngàng, nhưng mà đến khi các thiên nữ đó đưa cho ngài một đưa cho thiên tử một cái ký sôi thì mới biết rằng mình là đã
thác sanh quá sanh lên đây là một vị thiền nam, một vị thiên nam rồi. Cho nên cái vị thiên, tức là cái vị trời đó, vị trời của cái vị tỳ kheo đó, hậu thân vị tỳ kheo đi đến gặp Đức Phật để hỏi cái con đường siêu thoát khỏi cái thế giới ấy. Thì được biết rằng là khi bậc đạo sư truyền dạy cho con đường bát chánh, và sau thiện ngôn này thì vị chư thiên đó chứng ngộ đạo quả. Vị chư thiên đó tức là hậu thân của vị tỳ kheo. Thì bài kệ này cùng với cái giai thoại được nói đến ở trong chú giải, cái giai thoại này cũng hay lắm thưa quý vị, về cái này cũng khá lý thú. Chúng tôi xin dẫn nhập giới thiệu với quý vị, hãy lắng nghe sự diễn giảng rộng rãi của Thượng tọa Pháp Tân vị giảng sư hôm nay. Và bây giờ thì trước nhất xin nãy chúng tôi quên, không biết hôm nay ai cô Phong Lan, xin mời cô Phong Lan đọc cho chánh kinh Nam Mô Bổn Thầy. Dạ sa thú, chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Tuệ Siêu dẫn nhập cho bài học ngày hôm nay. Dạ con xin được đọc bài kinh. Bài 6 kinh Thiên Nữ Achara Sút Tăng lên trời gặp ma. Chú thích dẫn nhập: đằng sau bài kinh này là một câu chuyện lạ. Một vị tỳ kheo đang tinh tấn tu tập, bất chợt mệnh chung sanh về cõi Đâu Xuất. Vì là hạng hóa sanh với nhiều phước báo nên tất cả hiện ra lập tức với thiên cung mỹ diệu cùng nhiều tiên nữ tuyệt sắc vây quanh. Vẫn nghĩ rằng mình còn là một vị tỳ kheo đang hành đạo nên vị thiên này có phản ứng không thoải mái khi những tiên nữ đến gần. Một tiên nữ dùng chiếc gương để cho vị thiên biết là vị ấy không là một tỳ kheo nữa. Thân tướng thay đổi nhưng tâm tư tu hành không thay đổi. Vị thiên ấy đến gặp Đức Phật để hỏi con đường siêu thoát khỏi thiên giới. Bậc đạo sư đã truyền dạy con đường bát chánh, và sau kệ ngôn này Phật dạy về tứ diệu đế. Nghe xong vị thiên chứng ngộ đạo quả. Vị thiên: thiên nữ đoàn tụ hội, ngạ quỷ chúng tới lui, rừng ấy xanh rừng si, làm sao có lối thoát. Bản hiệu đính: bao tiên nữ kiều mị, kỳ thực là quần ma, rừng ấy rừng mê lụy, đâu là nẻo thoát ra. Thế Tôn: đường ấy tên Trơn Trực, phương ấy danh Vô Úy, cổ xe gọi Vô Thanh, với pháp luân khéo ráp, tàm là vàng xe dựa, niệm là trướng màn xe. Ta nói vị đánh xe tức là Chơn Diệu Pháp, và chính chánh tri kiến mong thoát đi tiền phong. Không kể nam hay nữ đều dùng cổ xe ấy, chính nhờ cổ xe ấy hướng tiến đến Niết Bàn. Bản hiệu đính: đường ấy tên Trực Chỉ, điểm ấy gọi Vô Úy, cổ xe chạy nhẹ êm, với bánh xe khéo ráp. Lòng tàm là tựa lưng, chánh niệm là ghế điểm, pháp là người điều khiển, với chánh kiến dẫn đầu. Ai dùng cổ xe ấy, bất luận nam hay nữ, chính do phương tiện này thẳng tiến đến Niết Bàn. Thích Văn: Achara cộng Gana cộng Sanguttang, lộng lẫy với quần tiên. Pisa cá cộng Gá Ná cộng Sê Quý Tăng, liên hệ với quần ma. Uyuko Mắc Gồ,
con đường trực chỉ không quanh co. Apasya-disa, chốn bình yên, nơi không sợ hãi. Ratho-akuyano, xem chạy êm, không sụp sịch, xe chạy êm, không sụp sịch. Thích nghĩa, theo sớ giải, con đường trực chỉ Ujuko Maggo là bát chánh đạo, chốn không sợ hãi, chốn bình an thực sự là niết bàn. Pháp xa dù có chở muôn vạn chúng sanh cũng không bị hỏng hay tạo nên âm thanh kiểu kịch. Ná cu giá tí, ná vi ra ra tí, ná vi ra vá tí. Chánh pháp chính là người đánh xe hay người điều khiển. Chánh kiến hay cái nhìn chân chánh, chân sát được xem là tiên khởi của hành trình. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu. Biên soạn giáo trình Tỳ Kheo Giác Đẳng. Dạ, con vẫn chưa thấy Thượng tọa Pháp Tân. Dạ, con vẫn chưa thấy Thượng tọa Pháp Tân vào lớp học. Chúng con xin được thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con xin phép quý ngài và đạo tràng. Con kính bạch quý ngài, dạ, chư Pháp Tân không có vào được đạo tràng, không vào được manh thoát. Khoảng hơn 20 phút rồi sư gọi cho con mà con nhắn Thượng tọa Giác Đẳng không kịp, nên con xin phép cầm bích để cung thỉnh quý ngài điềm khuyết cho Thượng tọa Pháp Tân giùm ạ. Nhà sư không có vào được đạo tràng, và con xin phép được xuống mít ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, con được nghe là Thượng tọa Pháp Tân bị trục trặc về đường nét, không có vào được. Thì chúng con, nếu được, chúng con xin được kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng điền khuyết cho bài học ngày hôm nay ạ. À. Dạ, chúng con xin được kính thỉnh ngài. Nam Mô Bụt Tha Giá. Quý vị có nghe được không vậy? Dạ, xin lỗi quý vị có nghe được không? Dạ vâng. Thấy Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa nói Thượng tọa sẽ điền khuyết được. Xin kính thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng. Dạ, dạ kính thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng. Dạ, tại vì nãy giờ con sao con thấy con lại nghe rõ nên con muốn giảng lúc nào té thì... Thượng tọa giảng điền khuyết, bởi vì cái đường nét tại Việt Nam hiện giờ nó đã bị đứt rồi, thành ra nó lúc về lúc khác con cũng không hiểu nổi, nên lúc nào nghe được thấy tốt thì giảng được thì giảng, lúc nào không tốt không ấy thì cũng không biết làm sao, cứ vô hoài té hoài không nghe không được gì hết, rồi thôi cũng phải nghỉ thôi. Thì con nghĩ chắc Thượng tọa Pháp Tân bữa nay cũng vậy thôi, thì con điền khuyết để con giảng. Con giảng được tới đâu thì con giảng, còn thì Thượng tọa sẽ bao sao. Yeah. Thì ở trong cái bài học về cái bài Kinh Thiên Nữ này thì cái tựa phẩm là Thiêu Trái, thì chúng ta thấy rằng có một cái câu chuyện là một vị tỳ kheo đang tinh tấn tu tập bất chợt mệnh chung mà sanh lên cõi trời Đấu Sức vì là cái hạng quá sanh. Thì cái việc này đó thì mình phải hiểu như thế này nè quý vị. Một người đó mà đang tu tập với cái sự thu thúc của giới thanh tịnh đó, có nghĩa là không có gần gũi hay đụng chạm với người nữ,
thậm chí cũng không có nói chuyện, không có lân la, và giữ giới một cái cách trong sạch như vậy để nỗ lực tu tập đắc chứng đạo quả. Nhưng mà rồi chúng ta cũng biết rằng trong cái sự sanh và tử của chúng sanh đó, nó cũng không có ai biết được. Bởi thường thường chúng ta hiểu cái tâm tái tục đó, thì tâm nó làm việc khổ kiếp và tâm nó cũng làm việc tử. Nên khi mà chúng ta tục sinh đó, thì chúng ta cũng không biết rằng với cái sự ngắn dài tuổi thọ của chúng ta đó, chúng ta cũng có biết được. Và thường thường thì chúng ta biết theo vi diệu pháp nói rằng chúng sanh tồn tại do nghiệp tâm thời tiết vật thực. Bởi vì nghiệp nó duy trì, nên thường thường chúng ta mà chết đó, thì cái nghiệp thức tái sanh nó bị cắt đứt. Nên cái thân của chúng ta không có cái thức, không có cái quả thức đó, là cái quả thức nó làm việc tái tục, hộ kiếp và tử. Có nghĩa là làm việc cho khởi đầu kiếp sống. Và trong cái thời gian mà chúng ta ngủ đó, thì gọi là cái tâm hộ kiếp nó trôi lăn. Và lúc mà chúng ta thức đó, thì cũng có cái dòng hộ kiếp, chứ không phải là chúng ta ngủ mới dòng hộ kiếp. Nhưng mà nó có những cái dòng lộ, ví dụ chúng ta nói rằng hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, rồi khai môn, rồi ngủ xong thức, tiếp thu thẩm thấn, đón định, rồi động lực. Đó là nói đến cái lộ trình ngũ môn. Còn cái lộ trình trí môn đó, thì hộ kiếp vừa qua, rồi rúng động, rồi dứt dòng, rồi khai ý môn, rồi chuẩn bị cận hành cũng thứ chuyển tộc, là nói đến người hành thiền thì hay là khai ý môn rồi cái động lực đó, thì là những cái lộ trình tâm. Nói như vậy thì chúng ta biết rằng khi mà cái hậu kiếp vừa qua, hậu kiếp rúng động đó, là cái tâm làm cái việc tái tục hậu kiếp đó, thì cái tâm đó nó sẽ là một cái sự nối dài theo cái tâm mới sanh khởi. Mà thường thường chúng ta hay nói đến những cái tâm 18 tâm vô nhân đó, cùng với 13 tâm sở tợ tha đó, trong đó có 7 tâm sở biến hành và 6 tâm sở biệt cảnh đó. Đó là những cái tâm nó chưa thành nhân thành quả, nó chỉ là một cái tâm máy móc thôi, để nó tiếp nối. Ví dụ chúng ta thấy ngủ xong thức thì tiếp thâu, rồi thẩm tấn đón định thì cái tâm khai ý môn làm việc đón định ở lầu ngủ, và làm việc khai ý ở lầu ý. Thì khi đó chúng ta mới nghe nó là ý dẫn đầu các pháp. Thì khi mà ý chúng ta đó là thường thường chúng ta gọi là tác ý thành lộ, tác ý thành cảnh, tác ý thành động lực. Tác ý thành lộ là lộ ngũ môn hay là lộ ý môn. Tác ý thành cảnh là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc hay cảnh pháp. Tác ý thành động lực là động lực đó thì có thiện hay bất thiện. Thì nói như vậy để chúng ta biết rằng khi một cái vị tu tập đó, thì thường thì chúng ta biết rằng cái tâm thiện nó làm việc giữ giới. Mà cái vị này giữ giới đó là một cái sự giữ giới rất là đặc biệt. Và cái vị này mệnh chung cũng rất là đặc biệt. Có nghĩa là đang an trú trong giới, rồi vị này mệnh chung, chứ không có phải là, bởi vì chúng ta biết rằng có nhiều người đó, họ chết một cách mình nói là sao mà chết tốt quá đó. Có nghĩa là nhiều khi họ nằm, có nhiều, chúng tôi cũng thấy rất là nhiều người già đó quý vị, họ nằm sao họ chết à. Ví dụ chúng ta nghe nói, ví dụ như là những cái nhân vật chết, những nhân vật vừa khóc cái chết à, nghe cái chuyện buồn khóc chết. Thậm chí chúng tôi cũng thấy có nhiều vị đó quý vị đang coi đá banh đó, vừa vỗ tay cười cái là vỗ tay cười cái là vị đó chết. Bữa hôm trước cũng có một cái vị mục sư chết bằng cái cách như vậy đó, đang coi đá banh mà đá vô cái vị đó cười, xong rồi vị đó nó ngã ngửa, vị đó mất. Thì chúng ta cũng biết rằng á, bởi vì cũng như cái câu chuyện của vị thiên nữ, cái vị mà con gái thời dệt đó, mà họ Đức Phật hỏi này thiên nữ, này là tín nữ biết mình từ đâu đến không? Cô đó biết, nói rằng con không biết. Rồi tín nữ đi về đâu tín nữ biết không? Sau khi nghe pháp đi về đâu tín nữ biết không? Nó không biết. Rồi tín nữ có biết như vậy không? Nói biết, rồi biết chắc như vậy không? Nó không biết. Có nghĩa là cái câu đó Đức Phật này hỏi rằng từ đâu đến đây có biết không? Thì cô nói là cô không biết. Rồi khi cô đi á, là đi đâu biết không? Cũng không biết. Biết chắc chắn là mình biết như chắc chắn như vậy không, của nó biết là biết mình sanh thì có tử đó, có nghĩa là cái tâm tái tục khổ kiếp phải có cái tâm tử, là kết cuộc của một kiếp sống. Nhưng mà biết chắc chắn là chết vào giờ nào, ngày nào, chết bằng cách nào không thì cô nó không biết. Nói như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với tất cả phàm phu đó, thì khi mà chúng ta tái sanh thì do cái nghiệp thức và quả thức
mà chúng ta gọi là tứ thực đó, đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực đó. Tư niệm thực đó là cái thiện ác, những cái hành động thiện ác của chúng ta, như là thiện sắc giới, thiện dục giới, hay là bất thiện tham sân si, thì chúng ta có những cái động lực đó, thì chúng ta gọi là tư bất thiện. Và cái tư bất thiện nó cho ra cái quả mình, chúng ta gọi là quả thức đó. Đó là 19 cái quả thức đi tục sinh, nó tạo thành 32 cái quả thức bình nhật. 19 cái thức đi tục sinh đó, thì chúng ta biết đó là hai thẩm tấn, thiện bất thiện. Rồi chính cái tâm quả sắc giới, vô sắc giới, bốn quả đáo đại đó. Rồi tám cái tâm quả dục giới, thì đó là chín cái thức đi tục sinh. Thì những cái thức này đó, thì chúng ta học về cái nghiệp thức, quả thức đó, thì chúng ta phải biết rằng cái quả thức này là do cái nghiệp thức đó. Ví dụ chúng ta làm 12 tâm bất thiện, thì cho ra cái tâm thẩm tấn bất thiện đi tái sanh vào địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Rồi cái tâm thẩm tấn thiện cho mình sanh làm người lạc vô nhân. Bốn cái tâm đại quả ly trí cho mình sanh làm người lạc nhị nhân. Bốn cái tâm quả hợp trí cho mình sanh làm người tam nhân. Rồi cái tâm sơ thiện sắc giới cho mình sanh lên cái tâm quả sơ thiện sắc giới cho mình sanh lên ba cõi sơ thiện. Tâm quả nhị thiện tam thiện thì cho ba sanh lên ba cõi nhị thiện. Tâm quả tứ thiện cho sanh lên ba cõi tam thiện. Tâm quả ngũ thiện thì cho sanh lên bảy cõi tứ thiện. Bốn tâm quả vô sắc thì sanh mà mỗi tâm quả sanh mỗi cõi, bốn cõi vô sắc. Thì tính chung như vậy thì chúng ta thấy có 31 cõi. Thì như vậy thì chúng ta biết rằng, cũng như cái câu mà Đức Phật ngài hỏi người con gái thời dệt, nàng có biết từ đâu đến không? Thì nàng nói không biết. Thì không biết ở đây cái ý nghĩa là gì? Mình không phải là mình muốn đi tái sanh, là mình muốn vô chỗ này chỗ kia, trừ khi nào những cái người mà họ có cái mãnh lực nghiệp, mãnh lực phước thù thắng. Ví dụ chúng ta thấy như là bà Quy Sa Kha là vị thánh tu được quần đó, bà phát nguyện thành làm thiên hậu của ma vương đó, để nhắc cái ông chồng của mình đừng có phá Đức Phật. Bà phát nguyện làm thiên hậu của ma vương có nghĩa là sau khi chết đó, bà sanh lên cõi trời tha hóa tự tại, bà làm vợ của cái vị chúa tha hóa tự tại, là cõi dục giới cao nhất đó, mà chúng ta gọi là ma vương đó. Thì đây là do cái mãnh lực của nguyện lực và cái mãnh lực của phước, cái mãnh lực của sự giác ngộ tu đồ quần, thánh đạo thánh quả, nên bà mới có được như vậy. Còn nếu mà chúng ta đó mà không có cái sức mạnh của đặc biệt này đó, thì chúng ta còn lại những cái sự tái sanh mà do cái nghiệp. Nên chúng tôi cũng thường nói quý vị, chúng tôi đọc cái câu cái tóc cú mà từ thở nhỏ mà chúng tôi đọc, bây giờ chúng tôi nhớ, chúng tôi thích đọc đó, là sắc sinh xét, xét ăn lại sắc, người gieo nhân, nhân nhắc lại người. Có nghĩa là mình gieo ra cái nhân á, mình gọi là tư á, cái tư niệm thực á, thì nó đưa ra thức thực là đi tái sanh. Giống như mình tạo cái ác nghiệp thì đưa mình vào địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Chứ không phải là do cha mẹ, ông bà, cũng không phải do tổ tiên dòng họ gì hết, mà do cái nghiệp thức, quả thức nó đưa mình đi tái sanh vào bốn khổ cảnh. Rồi mình làm phước á, mà thiếu trí, thiếu tư á, ví dụ mình làm phước trước khi làm không quan hỷ, trong khi làm không quan hỷ, sau khi làm không quan hỷ là thiếu tâm tư và thiếu cái trí suy nghĩ đó, thì mình làm phước như vậy có gọi là ly trí đó, thì mình tục sinh bằng bốn cái tâm quả. Bốn tâm quả là ly trí, ở trong đó có hai tâm quả thọ hỷ, hai tâm quả thọ xả, ly trí để cho mình sanh làm người lạc nghị nhân. Còn mình làm phước mà đủ trí, đủ tâm tư đó, trước khi làm quan hỷ, trong khi làm quan hỷ, sau khi làm quan hỷ, và có trí suy nghĩ rằng thành Phật, thành Thánh, thành những cái vua chuyển lên Thánh Vương, đều là do cái phước hiểu biết Phật Pháp và do cái trí tuệ phân biệt nhân quả mà mình được tái sanh cao quý. Như vậy thì chúng ta gọi là làm phước với cái tâm gọi là tâm quả, tâm thiện hợp trí, nó cho ra tâm quả hợp trí thì tái sanh làm người tam nhân. Thì những người tam nhân đó, những người đó mà chúng ta gọi là người hữu phần cũng được. Người đó nếu mà đắc chứng đạo quả đó thì chúng ta gọi là người hữu phần. Còn những cái người mà không có khả năng để đắc chứng đạo quả, chúng ta gọi là người vô phần. Vô phần là vô phần chứng được cái quả thánh nhân đó. Thì như vậy á, thì Đức Phật này nói như vậy để chúng ta hiểu rằng á, chúng ta tin á, Đức Phật á, là bậc đại giác. Cái giáo pháp của Đức Phật có thiện, bất thiện, cho ra quả vui, quả khổ, pháp, hắc pháp hay bạch pháp. Bạch pháp thì cho ra bạch quả, hắc pháp thì cho hắc quả. Và chúng ta tin á, chư Tăng không phải là mình tin vào chư Tăng rồi chư Tăng sẽ cứu rỗi tội mà lỗi cho mình, hay là mình tin vào chư Tăng không phải vì chư Tăng phá địa ngục đưa mình lên thiên đàng, không phải như một số tôn giáo họ tin á, có nghĩa là có một người nào đó là tha tội với chúng ta. Thì ở trong Phật pháp á, Tăng bảo nó không phải là người tha tội chúng ta,
Nếu mà Tăng bảo là người tha tội với chúng ta được đó, thì chúng ta tha hồ làm tội, rồi chỉ nhờ chư Tăng tha tội. Nhưng mà ở đây Đức Phật Ngài nói rằng chư Tăng không có tha tội cho mình được. Và cái tội đó, cái tâm của chúng ta là cái tội. Cái tâm bất thiện nó cho cái tội bất thiện. Cái tâm thiện nó cho ra cái tội thiện, cái quả thiện. Khi mà chúng ta gọi là nghiệp lành hay nghiệp ác đó, nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện. Thì như vậy khi mà chúng ta tin nghiệp quả đó, là chúng ta tin cái sự giác ngộ của Đức Phật. Đức Phật Ngài thuyết về bạch pháp và hắc pháp. Và chúng ta tin chư Tăng đó không có thể nào tha tội cho mình. Chư Tăng chỉ là những người dạy mình hành thiền, là đối tượng cho mình bố thí cúng dường, là người hướng dẫn mình để cho mình tu tập từ lúc mình mê muội cho đến lúc mình hiểu biết. Nên thường thường quý vị thấy cái vị thầy, vị trưởng lão mà để tế độ cho một vị tỳ khưu hay sao với di đó, thì vị đó, đó phải dạy cái người học trò, rồi cái phải chi phước cho người học trò, phải hướng dẫn cho người học trò tận tâm, rồi người học trò đó làm tội thì phải la rầy, làm phước thì khích lệ, rồi dạy cho cái người học trò đó tiến bộ giống như mình vậy, được như mình vậy. Đó là cái phần sự của vị thầy. Như vậy á, thì rõ ràng á, chúng ta tin Phật Pháp Tăng, tin nhân quả đó, thì chúng ta tin rằng cái sự tái sanh đó do cái hạnh nghiệp của mình. Thì xuyên qua cái câu chuyện vị tỳ kheo này, do cái sự tu tập tinh tấn, tu tập giữ giới, nên cái vị này chết đó, chết một cái cách gọi là rất là nhẹ nhàng. Chúng ta hiểu cái vị này chết một cách rất là nhẹ nhàng. Và cái sự tái sanh của vị này đó là sau cái tâm hộ kiếp tử đó, thì có cái tâm thiện dục giới học trí để cho vị này tái sanh về cõi trời đấu xuất. Và khi mà tái sanh về trời, vị đời trời đấu xuất đó, thì là quá sanh mà cũng giống như ngủ thức dậy thôi. Nên chúng ta cũng thấy, và chúng tôi cũng nói cho quý vị đó, ví dụ chúng ta thấy vị Phạm Thiên Bát Khá đó, từ cái cõi tứ thiền xuống cõi tam thiền mà ổng không biết. Từ cái cõi tam thiền á, ổng chết giống như ổng ngủ xong rồi ổng rớt xuống cõi nhị thiền, ổng cũng không biết nữa. Từ cái cõi nhị thiền á, ổng ngủ giống như ổng ngủ rồi ổng rớt xuống cõi sơ thiền mà ổng cũng không biết nữa. Và sau này gặp Đức Phật á, Đức Phật Ngài đã nói ổng đã chết rồi. Chết trên cõi tứ thiền, rớt xuống cõi tam thiền, từ cõi tam thiền xuống cõi nhị thiền, từ cõi nhị thiền xuống cõi sơ thiền. Và nếu mà ổng không có tu nữa đó, thì ổng rơi vào địa ngục, rơi vào súc sanh ngã quỷ. Đức Phật Ngài nói như vậy cho đã ổng biết rằng, bởi vì thường thường chúng ta biết rằng cái người mà thai sanh đó, chúng ta vào dạ con, mẹ cha đẻ chúng ta ra đó, thì từ nhỏ tới lớn, từ nhỏ thì chúng ta không tự lo cho bản thân mình được. Nhưng mà những chúng sanh quá sanh đó, thì có cái cõi vui cõi khổ. Ví dụ chúng ta tái sanh làm phạm thiên cũng quá sanh, làm chư thiên dục giới cũng quá sanh. Chúng ta sanh vào ngã quỷ cũng tái sanh, cũng quá sanh, mà chúng ta sanh vào địa ngục cũng quá sanh. Chúng ta sanh làm Atula cũng là quá sanh. Chúng ta sanh làm người là thai sanh, sanh làm những loài mà đẻ trứng chúng ta gọi là noãn sanh, sanh làm khỉ, trâu, bò, những cái loài mà sanh ra con chúng ta đều gọi chung là thai sanh. Chúng ta phải hiểu rõ biết như vậy đó, khi mà chúng ta biết như vậy chúng ta mới tránh được cái việc mà ác. Và chúng ta cũng thấy được cái quá sanh đó, nó cũng có những cái ác nghiệp mà do cái nghiệp quá sanh. Nên đó, chúng tôi nói quý vị đó, những cái loài ngạ quỷ đó, họ chết là sanh làm ngạ quỷ, họ cũng biết họ làm những cái việc gì đó. Nên chúng tôi cũng thích nghe những cái câu chuyện ngạ quỷ, chúng tôi cũng thường nghe. Và chúng tôi nghe, chúng tôi để ý từng ly từng tí nữa. Từng ly từng tí là gì? Con ngạ quỷ đó tại sao mà mình nó hôi thối, tóc nó bù rối, rồi miệng nó đó dòi bọ rồi rớt ra này kia nọ. Thì á, là khi mà hỏi con ngạ quỷ tại sao mà mình mấy em hôi thối như vậy, thì cái người ngạ quỷ mới nói rằng hồi đó đó chị ghét em nên chị giấu đồ đạc của em, là chị đổ đồ dơ vô với đồ của em. Rồi bữa đó em đi đám cưới đó, em có bộ đồ tốt, chị đem chị giấu bộ đồ đó, em không có đồ em mặc. Chị làm những cái việc như vậy nên bây giờ là thân hình của chị hôi thối, đầu cổ của chị đó làm rác rưởi ở trên đó, vì chị bực bội em mà chị đổ đồ dơ lên đầu em, nên bây giờ chị bị cái quả đó. Nói như vậy thì quý vị mới thấy rằng những cái loài ngạ quỷ nó là quá sanh, nó cũng biết được. Hay là chúng ta nghe có câu chuyện vua A Thế, khi gặp con ngạ quỷ nó bay trên hư không, nó đi qua đó, vua A Thế thấy, và vua A Thế hỏi nó, và nó trả lời là nó chết do cái nghiệp mà nó gia đình giàu có, nhưng mà vì cái lòng bỏng sẻn nên bây giờ chết sanh làm ngã quỷ. Bây giờ nghe con gái của mình đó là thỉnh chư Tăng cúng dường, mừng quá tưởng được chư Tăng chi phước, nên đó, bay để tới cái nhà người con gái của mình. Nhưng mà tới đó gặp những người du sĩ không có đức hạnh và không có phước điền, nên cúng dường cho những cái vị đó không có phước để hồi hướng cho ngã quỷ. Nên thường thường quý vị thấy trong cái bài kinh ngã quỷ sự là nếu cúng dường đắc khí đa đa ná đó,
là cúng dường đến tăng chúng đó, thì cái phước đó nó là hồi hướng cho ngạ quỷ được. Thì khi con ngạ quỷ này nó không nhận được phước, nó bay trở lại đó, thì vua Asate lúc mà gặp nó có nói nó, và nó báo được cái tin vui là nó muốn nhận phước từ cái người con gái của mình. Nhưng mà đi á, thì vua Asate nói rằng nếu ngươi không nhận được thì ngươi hãy quay trở lại. Thì con ngạ quỷ này khi mà nó tới nhà người con không nhận được cái phước, không có cúng dường những người xứng đáng á, nó bay trở lại và nó nói với vua Asate và kể hết cái đầu đuôi câu chuyện cho vua Asate nghe, và mong cầu vua Asate làm phước hồi hướng cho mình. Và con ngã quỷ đó nhận được cái phước từ vua Asate làm phước cúng dường. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng á, cái vị này cũng là quá sanh, nhưng mà quá sanh á, do cái tâm thiện tái sanh làm vị thiên tử trên cõi trời đấu xuất. Nhưng mà vì quá sanh nên vị này không biết mình đã chết rồi. Chứ không phải là bởi vì khi mình biết mình chết, ví dụ mình chết mà mình gọi là mình chết mà bị hành hạ, bị ngộp thở, bị chúng ta thấy giống như bây giờ mình bị corona vậy đó. Nó làm cho mình đủ thứ hết, nghẹt máu rồi nghẹt phổi, nghẹt gì cái mình thở khò khè rồi từ từ rồi mình không thở nổi, mình chết đó. Thì cái chết này đó là cái chết mà nó có cái sự cản trở. Còn cái nhiều người đó họ chết, nghĩa là họ chết vì cái tuổi họ của họ tới đó mà họ tử rồi họ tục sinh lại liền, họ tục sinh về cõi trời liền. Nói như vậy thì chúng ta thấy rằng cái vị này sanh lên cõi trời là do cái phước báo của mình hiện ra. Và chúng tôi cũng nói quý vị đó, có những vị phạm thiên từ cái cõi này sanh xuống cõi thấp hơn đó, những cái vị đó chết rồi là vị đó không biết, giống như vị đó ngủ và thức dậy thôi. Thì quý vị cứ nghĩ rằng mình ngủ và mình thức dậy đó, thì cuộc đời của mình ngủ bao nhiêu lần, thức bao nhiêu lần. Nhưng mà nếu mình hiểu theo Phật Pháp đó, thì mình đã sanh, đã tử từng giờ, từng phút, từng giây đó, thì mình sẽ hiểu rằng cái sự sanh và tử của mình nó cũng mau lẹ như vậy. Và có nhiều khi đó mình cứ nghĩ rằng ta còn như vậy. Nhưng mà nếu mình hiểu theo theo Phật Pháp đó, thì sanh và tử đó, từng cái sắc na, từng cái tế bào đó, có nghĩa là một cái lộ trình sắc á, nó có 52 cái sắc giống như một cái ống mà nó bỏ được 52 cái viên bi. Để mình đẩy vô một viên sanh đó, thì bên kia có một sắc diệt. Mà nó cứ diệt liên tục như vậy và nó cũng sanh liên tục. Nên chúng ta kỳ ra đất trong da chúng ta đó, thì chúng ta hiểu là tế bào chết. Người ta gọi là tế bào chết đó, vì cái sắc pháp của tế bào nó sanh và nó diệt liên tục như vậy. Và mình ăn uống đó, là vật thực sanh đó, nên tâm sanh, nghiệp sanh, rồi mình tồn tại do nghiệp tâm thời tiết vật thực. Mình hiểu được như vậy đó, mình mới thấy rằng chúng sanh nó tồn tại. Và chúng sanh đó là mỗi người đó có một cái nghiệp riêng và cũng có cái phước riêng. Có nhiều người đó họ chết một cách rất nhàn, như là cái vị chư thiên này, cái vị tỳ khu nam này, khi chết sanh về cõi trời đấu xuất mà một cách chết rất là nhẹ nhàng, không có khổ sở. Rồi có nhiều người quý vị chết thấy rất là khổ sở, chết mà bệnh hành hạ lâu dài, rồi tự phải đem tới con dao để quyên sinh vì những cái cảm thọ khốc liệt không chịu nổi. Thì chúng ta mới thấy rằng á, bởi vì chúng ta mới thấy rằng mỗi người đó có một cái phước duyên của riêng mỗi người. Không có người nào giống người nào, dù cho cha mẹ sanh ra con cũng không giống. Ví dụ chúng ta thấy ngày xưa có lý đó, ngày ở trong thai bào của mẹ của mình đó, 7 năm 7 tháng, mẹ đau bụng 7 ngày mới sanh ra được siêu quả lý. Thì do cái nghiệp siêu quả lý dây thành 7 năm 7 tháng rồi làm khổ dân chúng 7 ngày không có nước củi, nên dân chúng giết vua mở cửa đầu hàng. Sau này ngài phải ở trong thai bào 7 năm 7 tháng, mẹ đau bụng kịch liệt 7 ngày mới sanh ra được siêu quả lý. Nói như vậy thì chúng ta thấy rằng mỗi người của chúng ta đó, khi mà tử và sanh đó, thì chúng ta phải tin chắc rằng cái tử và sanh chúng ta đó là do nghiệp thức và quả thức, do tư niệm thực và thức thực mà chúng ta tái sanh. Rồi thức của chúng ta đó là thức hợp trí hay thức ly trí, thức của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hay thức của không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi hữu tưởng xứ, thì đều là do cái nghiệp thức quả thức mà chúng ta tái sanh như vậy. Chúng ta tin như vậy đó thì chúng ta sẽ không còn hoài nghi cái gì. Bởi vì khi một người mà học Phật Pháp đó, và hiểu được thế gian theo lời dạy của Đức Phật đó, thì người này không còn hoài nghi. Bởi vì tầm á, là hướng tâm, mà tứ là quan sát. Và chúng ta mà quan sát được các pháp đó thì chúng ta sẽ bớt hoài nghi. Nên thường mới nói rằng một người học Phật Pháp mà học càng nhiều đó, chúng ta bớt hoài nghi. Còn khi mà chúng ta không học đó, thì chúng ta nghe người ta nói về con người như vậy đó, thì chúng ta không có, chúng ta hiểu một chút nào đó, nên chúng ta nghi ngờ con người. Người ta nói cho cái loài dưỡng đó tiến hóa từ từ thành con người. Như vậy là con dưỡng từ từ thành con người.
Nhưng mà rồi chúng ta học trong Phật Pháp á, thì chúng ta không thấy những điều này Đức Phật Ngài nói. Và Ngài nói rằng loài người khi quả đất này thành hình á, là những vị Phạm Thiên Sơ Thiền đó, họ bay trên hư không này. Họ thấy đất á, nó có cái màu sáng, nên những cái vị Phạm Thiên đó họ xuống cái đất này. Họ chỉ có, mà chúng ta biết Phạm Thiên chỉ có nhãn căn, nhĩ căn và ý căn thôi. Nhưng mà vì cái một cái mà mình gọi là cái thời kỳ mà họ phải tái sanh, họ ở lại cõi người vậy đó. Bởi vì khi mà họ thấy, mắt họ thấy cái ánh sáng từ đất này đó, thì họ bay xuống và họ đậu xuống, họ bay xuống dưới đất này. Và cái nghiệp đó khiến cho họ đó, họ lấy cái tay họ móc đất, họ thấy đất có ánh sáng như vậy là họ tay lấy tay họ móc đất. Móc đất đó thì thân căn sanh khởi, cảnh xúc thân sanh khởi. Họ đửa để vào mũi đó thì tỷ căn sanh khởi, cảnh khí là họ muốn ngửi mùi đó thì cái đất của họ ngửi đó thì cái tỷ căn sanh khởi, và họ để vào lưỡi đó thì thiệt căn sanh khởi và cái tâm thiệt thức sanh khởi. Thì lúc bấy giờ cái hào, cái thần thông họ không còn bay được, quý vị, cái thần thông họ không còn bay được, và họ bắt đầu họ ăn đất. Nhưng cái nghiệp phiền não tham ái tùy miên đó khiến cho họ thích ăn đất, và họ, cái người ăn đất nhiều đó, cái dung sắc họ đó nó biến dạng, cái ánh sáng họ mất đi cái thần thông nhưng mà còn cái ánh sáng. Nhưng mà khi cái lòng tham của họ đó mà nhiều quá đó thì cái ánh sáng nó cũng không còn. Từ đất cho đến nấm trong đất mọc ra, từ cho dây leo mọc lên từ đất, rồi cho đến lúa mọc lên, rồi khi người ta ăn lúa đó thì mình thường hay nghe ông bà mình nói mễ sanh tinh đó, người ta nhìn nhau và nam nữ hiện ra và họ bắt đầu họ sanh đẻ, và những chúng sanh nó tái sanh theo cái sự sanh khởi như vậy. Đó là những cái điều mà Đức Phật này nói, chứ không phải như là khoa học của nó, con người chúng ta từ những cái loại đơn bào cho đến đa bào, rồi từ từ thành loài khỉ cho đến loài người, không phải vậy. Đức Phật các thì Ngài nói như vậy, và chúng ta cũng thấy ông bà chúng ta, tổ tiên chúng ta mới nói cái cách loài người đó là những cái người ở trên cõi trời bay xuống, có cặp cánh bay xuống, rồi cái đầu bị người ta giấu mất cặp cánh, thì ở đây làm vợ làm chồng với nhau. Nói như vậy là người ta nói một cái cách nói tiên nam tiên nữ, có nghĩa là ở trên cõi trời có tiên nam tiên nữ xuống cõi người mình. Nhưng mà rồi Đức Phật đó thì Ngài dẫn chứng đó, cái sự hoại diệt của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền do sự hoại diệt của lòng tham, lòng sân, lòng si đó, là do lửa, do nước, do gió đó, là cái sự hoại diệt như vậy. Và cái sự hình thành của quả địa cầu được Đức Phật Ngài nói rất là rõ ràng, và chúng ta có cái căn bản để mà chúng ta thấy con người của chúng ta. Bởi vì con người chúng ta đó, mà khi mà cái tham ái nhiều đó, họ biến dạng cái người này thành người bê đê, quý vị. Là cái tâm tham ái của họ nặng quá đó, họ làm người lưỡng căn đó, là nam căn nữ căn luôn đó. Thì chúng ta thấy những điều này Đức Phật Ngài nói rằng do cái lòng tham ái họ nặng nề, nên nhiều khi họ sanh làm người nữ mà họ muốn có người nữ, họ sanh làm người nam mà họ lại muốn có người nam. Nên ấy, những cái vấn đề đó được Đức Phật nói và chúng ta hiểu đó, cái nghiệp mà cái tâm của chúng ta đó nó sanh ra cái sắc tâm, bởi vì cái tâm tham nhiều đó nó sanh ra cái sắc tâm chúng ta biến dạng, cái nghĩa là cái thân hình chúng ta nó biến dạng. Và chính cái điều này đó là cái bài kinh Khởi Bổn Nhân Thế cũng có nói đó, cái nghĩa là người ta ăn lúa rồi đó, người ta có cái tâm tham ái đó, thì người này nhìn người kia thì hiện ra nam căn, người kia nhìn người này đó là có cái tâm tham ái hiện ra nữ căn, và nam căn nữ căn lúc bấy giờ là nam căn nữ căn hiện ra đó, thì là cái sự khởi đầu của tổ tiên con người của chúng ta. Thì nói như vậy đó, những quý vị hiểu rằng bởi vì khi mà nói rõ nữa đó, thì khi mà chúng ta tục sinh làm người hay làm trời, làm chư thiên đó, thì có nói đến nghiệp tướng thú tướng. Một người khi mà họ chết thì cái tâm họ nhẹ nhàng đó, họ thấy chư thiên thì họ sanh lên cõi trời, tức tắc là họ sanh lên cõi trời. Còn khi mình thấy như là sông hồ ao núi, sánh thấy những cái loài nước đó, thì mình sanh làm loài, những loài thủy tộc. Mình thấy cây cối thì sanh làm chim chóc và khỉ dượng là cái nọ, theo cái nghiệp tướng của thú tướng. Cũng giống như bây giờ mình nói rằng cái sòng bài đó không có bắt chúng ta, nhưng mà vì cái tâm tham chúng ta đó thúc đẩy chúng ta đi tới sòng bài. Thì quý vị thấy cái sòng bài đó không có ai đi tới bắt chúng ta hết, nhưng mà vì cái lòng tham của chúng ta thúc đẩy chúng ta đi. Hay là chúng ta muốn ăn cái loại gì đó thì chúng ta đi tới đó chúng ta mua về chúng ta nấu chúng ta ăn, chứ hoàn toàn không có ai bắt chúng ta phải đi mua cái loại đó và phải nấu cái loại đó, nhưng mà vì chúng ta thích ăn cái loại đó. Chúng ta phải hiểu như vậy đó, thì chúng ta mới thấy rằng Đức Phật nói ái đó, sanh ra những cái lo âu sầu muộn, ái sanh ra sợ hãi, ái sanh ra ưu bi là như vậy. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng một cái câu chuyện mà
vị này mà sanh làm chư thiên nhưng mà vẫn nhớ mình là người tu, vẫn nhớ mình là tu, nghĩa là thiên nữ mà gần bị xô đẩy ra. Rồi cuối cùng á, những vị thiên nữ này cho vị này biết là vị này bây giờ không còn là vị tỳ khưu nữa. Thì ở trong đây có một vị thiên nữ dùng cái gương đó để cho vị thiên này đó coi vô thấy mình không phải là tỳ kheo nữa. Có nghĩa là cứ nghĩ mình là tỳ kheo không làm chư thiên, rồi cái thân tướng vị chư thiên nó có những cái dung sắc của chư thiên, nhưng mà vị này cứ nghĩ tỳ khưu không thôi. Thì chúng ta thấy đó, do cái tâm tư của vị này quá mạnh, cái này đó một cái cách chết mà chúng ta gọi là ngọt ngào đó, chết thì chết liền tức khắc đó, chết không có đau đớn, chết không có khổ lị đó. Thì chúng ta hiểu như vậy. Như vậy thì cái thiên nữ này dùng kiến cái gương nó cho vị tỳ khưu nhìn lại đó, thì thật sự bây giờ mình không phải là vị tỳ khưu nữa mà mình là vị chư thiên rồi. Thì vị chư thiên đó thì có thiên nữ đến hầu hạ như vậy. Như vậy đó, thì chúng ta hiểu rằng cái vị này đó vẫn nhớ lại cái con đường bát chánh đạo, mà con đường mà Đức Phật ngày vị tỳ khưu thì đã tu tập và bậc đạo sư đã truyền giải con đường bát chánh đạo này đó. Thì quý vị biết rằng đó, chúng ta cũng hay nghe nói là một người mà cố gắng hành trì đó, mình chưa chứng đắc đó, thì mình sanh về cõi chư thiên đó, là mình chứng đắc nên đó, quý vị thấy có nhiều khi đó, hành đạo nhân loại mà đắc đạo chư thiên đó, có nghĩa là vị này hành ở nhân loại rất là nỗ lực, nhưng mà khi lên sanh lên cõi trời đó mới đắc được đạo quả. Thì chúng ta cũng thấy rằng đối với Đức Phật đó, ngài biết và có những cái chuyện như vậy đó, nên đó, ngài mới nói có nhiều vị đắc đạo chư thiên là niết bàn nhân loại, có nhiều người đắc đạo nhân loại rồi niết bàn chư thiên, có nhiều người đắc đạo nhân loại niết bàn nhân loại, có người đắc đạo chư thiên niết bàn ở chư thiên. Thì chúng ta hiểu rằng chúng ta hiểu Đức Phật nói như vậy đó để chúng ta thấy rằng chúng ta đừng bao giờ nói theo một chiều mà bốn chiều, có nghĩa là đắc đạo nhân loại niết bàn chư thiên, hoặc là đắc đạo chư thiên niết bàn nhân loại, rồi đắc đạo nhân loại niết bàn nhân loại, đắc đạo chư thiên niết bàn chư thiên. Chúng ta hãy phân ra làm bốn như vậy đó, thì chúng ta sẽ thấy được Đức Phật nói tại sao mà gọi là khổ rồi khổ tập khổ diệt, thì con đường đến khổ diệt chứ không phải Đức Phật chỉ nói là khổ không thôi, mà ngài nói khổ tập nữa. Khổ tập là cái nguyên nhân để sanh ra cái khổ này, và ngài nói có cái con đường đưa đến diệt khổ này là bát chánh đạo, là diệt trừ tham ái, là mà chúng ta gọi là dân kính thỉnh thượng tọa Pháp Đăng cầm mic trở lại. Chứ quý vị quan hỷ chờ đợi trong giây lát, có lẽ thường gọi Pháp Đăng đang bị gián đoạn được trước. Thường gọi Pháp Đăng có nghe được không? Nếu thường gọi Pháp Đăng nghe được, xin tỉnh thường gọi cầm mic. Xin hỏi thượng tọa Pháp Đăng có nghe được không? Nếu thượng tọa đang nghe được, xin tỉnh cầm mic.
cho quý vị kiên nhẫn một chút nha. Lúc này đường truyền nó hơi khó khăn, nhưng mà sư tọa nói cho chúng ta nghe cũng nãy giờ kể được cũng rất là khá rồi. Hy vọng sư tọa đang có thể trở lại trong giây lát. Trong khi chờ đợi sư tọa Pháp Đăng trở lại đó, thì chúng tôi muốn chúng tôi xin được tiếp lời của sư tọa. Vì trường hợp của vị tỳ kheo mà chúng ta đề cập đến trong bài kinh này là một trường hợp tương đối rất là đặc biệt. Là vị này đang tu tập và trong lúc rất là tập trung vào đề mục niệm, chúng ta thấy là đây là một vị tỳ kheo rất là tinh tấn đến cao độ. Có lẽ là quý Phật tử có nghe một câu chuyện khác về chư tăng cũng thường kể, là có một vị tỳ kheo đang tu tập về đề mục liên đến 32 cái thể trực hay là 32 cái cơ phận của thân, như tóc, lông, móng, răng, da, vân vân. Thì đang tu tập như vậy thì có một người phụ nữ đi tới, mà người phụ nữ thấy vị tỳ kheo đang đi kinh hành đó, thì vị này mặc dù đang cãi vã với chồng nhưng mà cũng có một chút gì hơi thấy ngây ngô và mỉm cười, cười hở răng. Và khi cười hở răng như vậy thì vị tỳ kheo không có nhìn thấy người phụ nữ là phụ nữ, mà chỉ thấy cái răng đó, đó là một cái điều niệm của vị này. Như vậy lát sau thì người chồng đi tìm người phụ nữ đó và hỏi rằng vị này có thấy một đi ngang không, thì vị này nói rằng chỉ thấy có bộ xương hay là chỉ thấy có răng thôi. Tức là cái gì đó mà mình tập trung vào, mình chỉ thấy có một điểm đó mà mình không thấy những điểm khác. Đây là một ở trong những cái dấu hiệu cho thấy rằng vị đó đang tập trung cao độ vào sự tu tập. Thì vị tỳ kheo này ở trong chú giải không nói rõ là vị đó đang tu tập với cái pháp tu gì, nhưng mà rõ ràng là vị này đang tập trung với cái ý thức rằng mình là một vị tỳ kheo và đang nỗ lực tu tập. Và khi sanh vào cõi trời đó, thì sanh lập lời khóa sanh. Như chúng ta biết rằng cái sự khác biệt giữa lời khóa sanh và thai sanh đó, là lời thai sanh chúng ta trải qua một cái thời kỳ ở trong thai bào, rồi một hài nhi sơ sinh, rồi từ từ lớn lên thích nghi dần với bối cảnh sống chung quanh. Nhưng mà lời khóa sanh thì không phải như vậy. Khóa sanh là sanh ra là một cái người trưởng thành, và cũng từ cái hình tướng đó, ngoại hình đó, cho đến khi mất là biến mất, chứ không có qua cái giai đoạn lão hóa, già nua giống như chúng ta. Tại khi sinh ra thì cũng hiện khởi đầy đủ thân tướng, mà khi mất đi cũng nhanh chóng. Và do cái sự sinh ra quá nhanh như vậy, thì vị này sinh ra nhìn thấy những tiên nữ vây quanh, thì cái phước của vị này rất là nhiều. Do vậy cái cảm giác chưa có quen thuộc và sống giữa những cô tiên nữ như vậy. Và ở đây thì chúng tôi thưa quý vị rằng đa phần là chúng ta khi mà nghĩ đến sanh về, nếu gọi là siêu sanh lạc cảnh, hay là sanh về nhàn cảnh, hay sanh về lạc cảnh, thì sanh về cõi an lạc, thì rõ ràng là vị này sanh về cõi an lạc. Và vị này sẽ chẳng những sanh về cõi an lạc mà có thiên cung, rồi có các tiên nữ vây quanh vân vân. Nhưng mà thưa quý vị, cũng bằng một cái tâm tư của người tu tập thì vị này lại nhớ đến khi còn là một người tu tập ở dưới cõi người đó. Khi mình nhìn thấy những nữ nhân, nhất là những nữ nhân mà có nhan sắc đó, thì lại đó là một cái đó là một cái gì đó xáo trộn cho đời sống tu hành. Nói một cách khác thì
một người mà đang chuyên chú tu tập giải thoát đó, thì những hình ảnh của những người nữ, người khác phái mà có sức thu hút quyến rũ thì đó là một trở ngại, đó là ma chứng, chứ không phải là một cái thú. Nên chi chúng ta đã lên trời gặp ma, nghe nói thì cũng hơi kỳ, nhưng mà quả thật là vì thấy rằng đúng là hiện diện ở tại đây có các cô tiên nữ, đúng là ma chứng. Và khi một vị tiên nữ khác, một vị tiên nữ dùng cái kiến, cái gương để cho vị này thấy rằng vị này không còn là vị tỳ kheo nữa, mà đã sanh là một thiên nam trên cõi trời đó, thì vị này đã nhanh chóng đến gặp Đức Thế Tôn. Và vị này bạch Đức Thế Tôn một cái một bằng một câu kệ. Câu kệ này thành ra bản dịch thì cũng rất là thú vị. Thú vị bản dịch là: thiên nữ đoàn tụ hội, ngạ quỷ chúng tới lui, rừng ấy danh rừng si, làm sao có lối thoát. Bài kệ này thật ra thì chúng tôi thật ra cho bản nguyên văn hôm nay đó thì đều rất là đẹp, nghe rất là hay, nhưng mà chúng tôi ngại là quý Phật tử không có đọc chánh văn, quý vị hiểu lầm. Thiên nữ đoàn tụ hội, ngạ quỷ chúng tới lui, thì mình nghĩ rằng có một nhóm chư thiên rồi một nhóm ngạ quỷ, rồi rừng ấy danh rừng si, làm sao có lối thoát. Thì ở trong bài kệ này thật ra ý nghĩa là vị này nói rằng vị này sinh ra trong một cái khu rừng, ở nơi đó có rất là có rất nhiều tiên nữ đẹp, mà những tiên nữ đẹp đó chính là ma chứng, chính là ma chứng, là quần ma. Thì khu rừng đó đối vị này thì đối với người khác đó là thiên giới, đó là lạc cảnh, nhưng mà đối với vị này thì quả thật là một cái khu rừng đầy ma chứng, thì làm sao có lời thoát. Do đó chúng tôi viết lại bản hiệu đính. Thật ra cái bản dịch thì rất là đẹp thưa quý vị, nhưng mà có thể là quý vị có hiểu lầm đó, là có giống chư thiên rồi giống ngạ quỷ. Do đó bao tiên nữ kiều mỹ thì thật là quần ma, rừng ấy rừng mê lị, đâu là đèo thoát ra. Đó là bản hiệu đính. Thì thưa quý vị, Đức Thế Tôn này là bậc thiên nhân sư, là thầy của trời người. Chúng ta thấy rằng đối với tâm tư vị tỳ kheo này thì Đức Thế Tôn này chỉ gợi nhắc một vài câu. Ở trong cái bản dịch cũng rất thú vị: đường ấy tên chân trực, phương ấy danh vô quý, cổ xe gọi vô thanh, với pháp luân khéo đáp. Tàm là dàn xe dựa, niệm là trướng màn che. Ta nói vị đánh xe tức là chân diệu pháp, và chính chánh chi đi kiến mau chóng đi tiền phong, không kể nam hay nữ đều dùng cổ xe ấy, chính nhờ cổ xe ấy hướng đến niết bàn. Ở trong bản dịch thì chúng tôi không có dùng cái chữ trực, chân trực. Chữ chân trực trong tiếng Việt có thể được hiểu là một con người ngay thẳng. Nhưng mà ở đây đó thì cái chữ uchuko mako, uchuko mako ở đây là không phải là không phải nói lên một cái gì mà gọi là có đường thẳng. Chúng ta có đường trực chỉ. Trực chỉ là cái đường không quanh co đó. Do đó chúng ta biết là bản hiệu đính là đường ấy tên trực chỉ. Điểm đến gọi vô quý. Chữ vô quý này thì nó âm, có cái âm giống như trực chỉ, nhưng mà chữ vô quý này trong sớ giải nói Aphaya là không có lo sợ. Ở đây chỉ là một cái cõi bình an, một cái thế giới bình an. Thế giới bình an đó hoàn toàn không có lo sợ. Thì thế giới bình an đó chỉ trên Niết Bàn. Cổ xe chạy nhà êm với bánh xe khéo rắc. Theo trong sớ giải đó thì cái gọi là pháp xa hay là con cái xe pháp đó thì có thể chở muôn vạn chúng sinh. Ở trong sớ giải nó là dù có chở 84.000 chúng sinh, tức là chở vô số chúng sinh đi nữa, thì cũng không vì vậy mà nó nặng nề, mà nó tạo ra những âm thanh gọi là quá tải. Mà thật ra chiếc xe đến Niết Bàn bao nhiêu cũng được, như ngày Nagasena, ngày Na Tiên, ngày có thảo rằng Niết Bàn thì không có đầy, không có vơi. Và ở trong kinh mà 8 điều lạ của biển cả thì nói rằng một trong những sự bầu nhiệm cả đó là cho dù bao nhiêu mưa, bao nhiêu sông đổ về mà không tạo nên sự đầy vơi của biển. Thì tương tự như vậy, cảnh giới Niết Bàn mà Đức Phật truyền dạy đó
chúng sanh có chứng đắc bao nhiêu thì chứng đắc, chứ không nghĩa là vì vậy mà có tạo nên một cái sự khác biệt. Lòng tham là tựa lưng, chánh niệm là ghế đệm. Và khi mà mình đi trên chiếc xe đó, thì quý vị có cái chỗ tựa lưng, có chỗ tựa lưng thì người mình nó sẽ vững hơn là nó trong trên không có chỗ tựa lưng. Và cái đường gập ghềnh, đường xe ghềnh mà mình ngồi thì mình nó có ghế nệm thì nó sẽ êm hơn là chúng ta ngồi ghế bằng gỗ. Thì cũng vậy, trong khi thì quý vị chờ chúng tôi một chút nha. Giờ thì tọa Pháp Đăng đã vào rồi, xin thỉnh thì tọa Pháp Đăng có nghe tiếp tục, thì tọa Pháp Đăng có nghe được không? Dạ, dạ thỉnh thưa tọa. Dạ. Nó đã quay rồi thì nó cứ quay riết, lúc mà nó vô được thì được có hiểu nữa, bởi mẹ biết là cái đường nét bị đứt rồi. Thì quý vị thấy Đức Phật ngày dạy về cái cho vị tỳ kheo này đó, thì chúng ta thấy rằng ấy, mà khi mình hiểu được cái con đường mà luân hồi sanh tử, và chúng ta cũng hiểu được cái nhân mà để đưa đến sanh tử luân hồi đó, thì chúng ta sẽ vượt khỏi cái sự luân hồi sanh tử. Nhưng mà chúng ta muốn vượt khỏi luân hồi sanh tử đó thì chúng ta phải có cái thiện pháp. Và thường thường đó, Đức Phật nói rằng tất cả pháp đó, lấy niệm làm cái chỗ quy hướng. Nên thường thường quý vị mà nếu mình thấy như mắt rồi cảnh sắc, mình niệm thấy, và mình niệm thấy đó, mình phân biệt theo nhân quả. Thí dụ người giàu, người nghèo, người đẹp, người xấu, người xa, người hèn, người sống lâu, người chết yểu. Thì nếu mà những cái thiện nghiệp này nó đưa đến sanh y đó, thì nó đưa đến những cái cõi trời tái sanh. Còn nếu cái nghiệp này đưa đến đạo chi đó, thì chúng ta sẽ chứng ngộ được Niết Bàn. Nên mới nói rằng cái con đường chánh kiến á, là mình hiểu pháp của Đức Phật, có nghĩa là cái pháp của Đức Phật đã thuyết giảng đó là cái 37 pháp Bồ Đề trợ đạo, đó là cái pháp mà để chứng ngộ Niết Bàn. Bằng cái cách hiểu bốn niệm xứ như là niệm thân, ví dụ mình lấy thân của mình đó, ví dụ mình niệm tóc lông móng răng da hay mật đàm bú máu, hay là thân này mình niệm địa đại thủy đại quả đại phong đại, hay là co tai vũ tai, mình ghi nhận được như vậy đó, thì chúng ta hiểu đó là cũng là niệm thân. Thì niệm thân đó là những cái gì mà liên quan đến cái thân mình, từ tất cả trong thân mình mà Đức Phật ngày khởi đầu như là tóc lông móng răng da đó, mình ghi nhận như vậy để mình diệt trừ cái tham ái. Bởi vì khi mà chúng ta thấy rằng cái tham ái á, mình không thấy được cái khổ của nó. Và khi mình thấy khổ mình sẽ hiểu được, ví dụ như Đức Phật nói rằng mình phải tắm rửa nè, ngày nào cũng phải tắm rửa, rồi mình phải ngủ nè, rồi phải ăn uống đại tiện tiểu tiện, thì cái khổ này là do cái lòng tham ái. Mà nếu mình hiểu được cái khổ đó, từ từ mình nhả được cái tham ái, quý vị, mình nhả được cái tham ái, như vậy là mình đi trên con đường bát chánh, mình bán, mình có chánh niệm, có chánh niệm để nương tựa, có chánh niệm. Chánh niệm là cái ghế đệm, lòng tàm là cái chỗ nương tựa. Tàm ở đây là chúng ta hiểu rằng cái tàm quý là hổ thẹn ghê sợ những cái ác pháp, hay là chúng ta hổ thẹn và ghê sợ sự luân hồi nó cũng được, đúng quý vị. Bởi vì chúng ta thấy mình luân hồi, mình làm khổ người ta. Ví dụ mình còn nhỏ mình làm khổ cha mẹ, mình làm khổ cha mẹ là cha mẹ phải nuôi mình, rồi mình lười biếng, mình khổ quyến thuộc của mình, rồi mình tạo tội đó, mình làm lây lan cho bà con quyến thuộc của mình. Bởi vì ví dụ chúng ta thấy một đứa con bất hiếu đó, thì cha mẹ cũng rất là khổ, lo âu, phiền muộn trong lòng. Nên chúng ta khi mà chúng ta mình ghê sợ và hổ thẹn đó, thì mình ghê sợ và hổ thẹn tội lỗi. Và tội lỗi ở đây á, mình hiểu đó là những cái hành động mà tội lỗi từ thân khẩu ý của mình. Như vậy mình hiểu như vậy. Như vậy á, thì mình hiểu được cái pháp của Đức Phật đó là pháp đưa đến luân hồi, hay là pháp không có đưa đến luân hồi. Cái pháp nào mà nó còn tham ái á, là nó dẫn đến tái phục khổ kiếp và tử trong tương lai. Còn cái pháp nào mà nó có chánh kiến đưa đến đạo chi á, là mình muốn chấm dứt luân hồi, là mình thấy thân của mình là khổ thật, ngày nào cũng tắm rửa, rồi ngày nào cũng giặt giũ, rồi ngày nào mình cũng nấu ăn nấu uống, rồi ngày nào mình cũng ăn uống, rồi ngày nào mình cũng ngủ nghỉ, rồi ngày nào mình cũng đại tiện tiểu tiện. Mình cứ nghĩ những cái khổ mà Đức Phật nói 8 cái khổ căn bản của một con người đó. Nếu mà chúng ta suy nghĩ như vậy đó, thì chúng ta đã niệm thấy được cái khổ của thân này, và chúng ta cũng chánh niệm trên thân này, chúng ta thấy được những cái sự đau khổ của thân này. Thì đó là cái điều mà chúng ta cứ suy nghĩ chút chút rồi chúng
sẽ từ từ suy nghĩ được quý vị. Rồi chúng ta thấy chúng ta làm biết bao nhiêu nghề nghiệp để chúng ta ăn, rồi chúng ta làm biết bao nhiêu nghề nghiệp để chúng ta ở, nhà để chúng ta ở, rồi chúng ta làm bao nhiêu nghề nghiệp để chúng ta có phương tiện di chuyển thôi. Rồi chúng ta làm bao nhiêu cái nghề nghiệp để chúng ta có thuốc để uống lúc chúng ta bệnh hoạn. Chúng ta có điều kiện để chúng ta xài. Và chúng ta cứ phải lăn lộn hoài như vậy. Nếu mình có suy nghĩ như vậy đó, mình muốn thấy khổ. Mà ngày nào mình suy nghĩ đến lúc mình suy nghĩ rằng mình không ăn được là mình chuẩn bị chết, không uống được cũng bị chết, không ngủ nghỉ được cũng chuẩn bị chết. Nên quý vị thấy một người mà không ngủ nghỉ đó, mình thấy họ rất là kinh khủng. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái cuộc đời của chúng ta, cái sắc quẩn đó, nó phải có đi đứng nằm ngồi. Nên Đức Phật ngày thường nói đó, bốn quan nghi được lạc nên chúng sanh có tự nghĩ rằng có tự ngã, có sắc quẩn là tự ngã. Nhưng mà nếu mà mình không có đi, không có đứng, không có nằm, không ngồi, thiếu một quan nghi nào thôi rồi mình rất là khổ sở quý vị. Nên quý vị thấy không, mình ngồi đó, mình ngồi hoài cũng chịu nổi, mình nằm á, mình nằm hoài cũng chịu nổi. Nên quý vị thấy một người nào nằm hoài cũng đâu có chịu nổi đâu, nằm hoài nó sanh ra bao nhiêu cái chứng bệnh và mình chết. Nên thường thường mình thấy người nào già mà nằm hoài là người đó mau chết. Bởi vì khi còn đi đứng nằm ngồi được, còn bốn quan nghi thì mình cảm thấy còn được lạc, nhưng mà khi mà bỏ một quan nghi nào rồi mình sẽ thấy rất là. Như vậy thì Đức Phật ngài dạy cho mình chánh kiến, mình hiểu chánh kiến, hiểu về danh sắc này đó quý vị. Mình hiểu danh là như vậy, sắc là như vậy, danh là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Và chúng ta hiểu rằng cái tưởng quẩn nó có cái điên đảo tưởng. Rồi cái thức nó chỉ hời hợt, nó chỉ biết cái hiện hữu thôi. Bởi vì cái sự sống của chúng ta đó, mà muốn thoát ly luân hồi là chúng ta phải có cái biết bằng tuệ. Biết bằng tuệ là nó biết danh sắc ngũ quẩn này, nó biết cái nguyên nhân của danh sắc ngũ quẩn này có mặt, đó là thật. Và nó biết cái nguyên nhân để diệt trừ danh sắc ngũ quẩn này là con đường bát chánh đạo. Và biết được niết bàn là dứt trừ cái sự luân hồi sanh tử. Như vậy thì chúng ta, khi mà chúng ta hiểu như vậy đó, mà chúng ta tâm niệm cái sự luân hồi đó là lặp đi lặp lại, chúng ta có thể hiểu cái sự lặp đi lặp lại của nhiều kiếp luân hồi, rất là nhiều kiếp. Mình nghĩ như là Đức Phật Các Cú Sanh Thá, Đức Phật Gonagamana, Đức Phật Kassapa, Đức Phật, những chư Phật đó, các ngài đã tu tập và ngài đã niết bàn rồi, mà chúng ta cứ trôi lăn trong vòng luân hồi sanh tử, quả thật là rất là kinh khủng. Nên thường thường chúng ta cũng thích nói và cũng để suy nghĩ nhiều đó. Ví dụ Đức Phật ngày tu hạnh trí tuệ là bảy đã tăng kỳ phát nguyện trong tâm, chín đã tăng kỳ phát nguyện ra lời, rồi bốn đã tăng kỳ được thọ ký, là thời gian phát nguyện trong tâm, phát nguyện ra lời, được thọ ký là 20 đã tăng kỳ để người tu cái hạnh trí tuệ để ngày thành Phật. Rồi những vị Phật tu hạnh đức tin là 40 đã tăng kỳ, Đức Phật là 80 đã tăng kỳ. Nhưng mà rồi những cái chư Phật đó luân hồi nhiều như vậy, nhưng mà các ngài cũng niết bàn rồi. Và chúng ta, vì chúng ta không có thấy sự nguy hại trong luân hồi, nên chúng ta cứ tiếp diễn trong sự luân hồi, và không biết đến ngày nào mà chúng ta mới chấm dứt luân hồi được. Nên quý vị thấy trong cái bài kinh tương ưng về vô thủy đó, vô thủy đó có nghĩa là chúng ta không có biết được người trẻ, người cha, người mẹ đầu tiên. Dù chúng ta lấy hết địa đại này, chúng ta làm giống như trứng gà, chúng ta nói mẹ của mẹ tôi. Dù chúng ta làm hết đất này rồi, nhưng mà chúng ta không có tìm được người mẹ đầu tiên. Rồi chúng ta lấy cây trên thế giới này, chúng ta chặt ra khúc bằng lỗng tai, chúng ta nói cha và cha của cha tôi. Mà nói như vậy, mình nói hết đi, chúng ta cũng không tìm người cha đầu tiên. Cũng như nãy chúng tôi nói với vị đó, mình luân hồi, mình sanh lên cõi phạm thiên, rồi những cái vị phạm sanh là đó là cái mà Đức Phật đã phi 81 những cái sự quỷ mà chúng ta trải qua lại trong cõi dục sắc hay cõi vô, nó nhiều vô tận như vậy. Như vậy thì mình sanh làm nam hay nữ, loại đực cái thai sanh, nọ tóc sanh hay quá sanh đó, và khi nào đó mình nhàm chán cái sự sanh tử thì mình mới nỗ lực. Cũng giống như mình sanh tử, giống như mình rớt vào cái biển vậy quý vị. Mình nỗ lực mình bơi đó, mình mới vào bờ được. Còn không á, thì cái biển này cứ đẩy mình ra, đẩy mình vào. Rồi cũng giống như mình sanh lên cõi trời, sanh xuống cõi khổ, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh vậy đó. Rồi sanh lên cõi trời, nỗ lực làm phước. Rồi lúc nào mình dễ vui, phóng dật, mình tạo những cái ác nghiệp, thì mình đi vào địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Rồi chúng ta cứ nghĩ một ngày đấy, chúng ta nỗ lực tu tập, và có lúc ta bị lòng tham, lòng sân, lòng si chúng ta đó. Nên gọi là vô minh á,
chỉ cái tên vô minh đó, vô minh đó, là cái gì mà nó nghĩa là nó rất là rừng, vô minh là rừng si mà chúng ta hiểu tham sân si đó, si đó là vô minh đó. Bởi vì bất thiện biến hành đó, si vô tàm như quý phóng dịch là bốn sở hữu bất thiện biến hành. Như vậy á, thì chúng ta cứ tái sanh như vậy hoài đó, chúng ta cứ chạy tới chạy lui cõi người, cõi ngã quỷ, địa ngục, súc sanh đó. Và chúng ta cứ bị chúng ta chưa có thấy nhàm chán cái sự luân hồi, chúng ta chưa cái khởi lên cái tâm thiện hợp trí đó để thấy được cái sự khổ của đói khát bệnh hoạn, rồi tắm rửa giặt giũ, rồi đại tiện tiểu tiện, chúng ta không có thấy được đó. Cho đến khi nào mà chúng ta nhả được cái tham ái là chúng ta thấy cái khổ, chúng ta mới nhả tham ái từ từ. Cũng giống như bây giờ nói rằng cái người cầm cái bó đuốc vậy đó, bây giờ cầm bó đuốc mà đi đó thì nó có cháy, nó chắc cứ táp vô mặt mình hoài. Mình than thôi, bây giờ mình quật, mình quăng bó đuốc đi. Nếu mình quăng bó đuốc thì lửa nó còn táp vô mặt mình nữa. Cũng giống như bây giờ, cũng giống như bây giờ vậy, mình sợ khổ nhưng mà mình không bỏ được cái nguyên nhân khổ, đó là tham ái, thì mình sẽ không bao giờ bỏ khổ được cái gì. Bởi vì tham ái là mình tham ăn nè, tham ăn, tham uống, tham ngủ, tham mỹ, tham thấy, tham nghe, tham ngửi, tham nếm, những cái tâm nhãn thức á, cho mình thấy cảnh sắc. Nên rồi mình khởi lòng tham, mình chiếm hữu. Nên bây giờ quý vị thấy vua chúa họ chiếm hữu, rồi những người mà họ có quy quyền họ chiếm hữu, nên nó họ bị lòng tham lên mắt, họ làm cái việc mà tổn hại chúng sanh. Rồi tham lên lỗ tai, họ nghe người nào hát hay, người nào có ta, có tâm tiếng, có danh xưng nữa, thì họ muốn ráp đôi, ráp cặp với người đó. Rồi họ ưa thích những cái hơi mùi là tâm tỷ thức với cảnh khí. Rồi họ thích ăn những cái vật ngon, họ tìm vật ngon họ ăn để bồi dưỡng thân thể, để họ hưởng thụ những cái dục lạc. Thì chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy rằng con người chúng ta đó, thì cứ luân hồi lên xuống. Có lúc mà chúng ta sanh vào những cái cõi khổ như là ngạ quỷ, địa ngục, và chúng ta bị rừng mê lụy đó, chúng ta không có thoát khỏi luân hồi, không có thoát ra được. Cho khi nào chúng ta thấy được cái sự khổ đó, giống như mà chúng ta cầm bó đuốc mà nó cứ táp vô mặt chúng ta, thì chúng ta cũng vậy. Khi mà chúng ta có sanh đó, chúng ta có bao nhiêu sự khổ, khổ đói khát, rồi khổ khổ đói khát, rồi khổ đi tìm cầu ăn uống ngủ nghỉ, rồi tắm rửa giặt giũ, là mình nói cái khổ hiện tại đó. Còn cái khổ mà mình còn mình phải bệnh hoạn, mình phải cha mẹ nuôi dưỡng, nó còn nhiều cái khổ mà khi mình kể ra biết bao nhiêu cái mảnh đời tan thương mà mình nghe được đói khát, rồi họ thiếu ăn, suy dinh dưỡng đó. Thì mình thấy là tất cả những khổ đều do khổ sanh, và khi có sanh đó, thì mình có bao nhiêu cái sự khổ này. Nhưng mà nếu mình không có sanh đó, thì mình đã không có bao nhiêu sự khổ này rồi. Thì khi quý vị thấy rằng đối với một cái người tu đó, ví dụ như nó chết thì người tu cũng nghĩ rằng chết là phải tái sanh thôi. Chỉ có thật sự là vị A-la-hán chết là không có tái sanh thôi, rồi là ngài Niết Bàn. Chứ còn chúng ta chết chúng ta tái sanh. Nên bây giờ nghe nói cái corona mà mình bị dịch mình chết đó, chết nó cũng chỉ là chết rồi mình còn tái sanh nữa thôi, chứ không phải chết mà mình không tái sanh. Mình chết mình vẫn tái sanh, tái sanh để mình tiếp tục tu tập. Nhưng mà mình chỉ tiếc nối là cái kiếp này mình biết tu nhưng mình chưa được tu bao nhiêu, mình chết nên mình sợ là những kiếp sau mình sanh trở lại làm những cái xứ sở mà không có Phật pháp, không có gặp chư tăng, không có duyên nghe pháp, thì mình không thể nào tu tập được hết. Mình chỉ sợ như vậy thôi. Nên giờ mình tận dụng được cái kiếp sống này, mình nỗ lực mình tu tập và cho được nhiều, mình rèn luyện cái tâm tư, mình cũng giống như vị tỳ khưu này tu tập mà đến chết sanh lên cõi trời mà chư thiên nữ tới đanh vây, và vị này cứ nghĩ là mình là người tu không. Nên quý vị thấy rằng cái tâm lực của vị này rất là mạnh như vậy. Mình cũng biết rằng vị này đó là cái người nỗ lực tu, nên đó vị này sẽ chứng ngộ ở trên cõi Niết Bàn, và Đức Phật đã thuyết giảng về cái con đường bạch chánh, và ngài nói lên cái sự luân hồi sanh tử đó, ngài nói lên những cái khổ lụy trong sự luân hồi sanh tử. Và vị này đã đưa cái tâm của mình quán xét và dễ dàng đặt chứng. Quý vị biết rằng những cái tục sinh phải do cái phúc hành, do những cái tâm thiện hợp trí, do cho ra cái tâm quả. Mà nhất là khi mình tu giữ giới mà mình biết được những cái gì mà tội lỗi đó là do mình có tàm quý, nên mình không làm những điều tội lỗi. Mình giữ giới mà thanh tịnh giới của vị tỳ khưu như là lục căn thủ khúc thanh tịnh giới, nuôi mạng thanh tịnh, hoặc là quán tưởng thanh tịnh, hoặc là giới bổn thanh tịnh. Chính vì cái tâm thiện hợp trí đó, mình tu tập liên tục,
nên cái tâm thiện đó nó cũng tiếp tục lại nhân tử, cái tâm tái tục rồi mình cũng tục sinh tiếp một cái kiếp nữa, và mình dễ dàng có chánh kiến và dễ dàng có chánh niệm do mình đã tu tập. Nên thường thường quý vị thấy một cái người có thường cận y duyên đó, là cái thường cận y duyên để chứng ngộ niết bàn đó là cái thiện pháp. Nếu mà mình có cái tâm kiên trì giữa cái thiện pháp đó thì mình chứng ngộ niết bàn đó rất là dễ. Với cái thường cận y duyên là mình thích làm thiện, sợ làm ác, đó là mình gọi là có lạc có tạc quý để ghê sợ tội lỗi đó. Và mình có chánh niệm để mình thấy được những cái thiện nghiệp ác nghiệp ở trong đời này không phải do cha do mẹ, không phải do ai hết, chính bản thân do mình. Do mình có nghĩa là bây giờ quý vị thấy những người đó mà họ không tu được đó, không phải đâu. Tất cả chúng sanh ai cũng tu được hết đó. Nếu mình nói tu là gì? Tu là bây giờ mình đến chỗ đó mình tu. Ví dụ mình nói giờ tu ở đâu? Ở trong chùa tu thì mình vô trong chùa. Ở trong chùa dạy mình giữ ngũ giới, bắt hai giới, hành thiền, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Thì mình tu như vậy, mình tu cứ tu được như vậy thì mình tu được thôi, chứ đâu có phải là mình không có duyên tu. Tất cả sanh ai cũng tu được hết, nhưng mà không tu được bị gì lòng tham nó thúc đẩy mình. Lòng tham thúc đẩy mình đó là làm cho mình không tu được thôi. Cái lòng tham nó mạnh yếu đó là do cái trí tuệ của mình. Nếu mà cái trí tuệ mình có đó, mình thấy tham này nó đã làm cho mình khổ, thì biết cố gắng để trừ cái lòng tham này dưới cái chánh kiến. Và mình không làm những cái tội lỗi như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Với cái tâm giữ giới là mình có tàm quý và mình có chánh niệm để mình thấy được những cái người họ làm tội đó đều là do họ bị thất niệm. Do họ thất niệm nên họ không có ghi nhận được các pháp, pháp hiện hữu, thiện pháp, ác pháp, không phân biệt được, không có tuệ để phân biệt. Nên chính như vậy nên họ mãi miết trong luân hồi, họ mãi miết chạy cho lòng tham. Mà quý vị thường thường biết Đức Phật nói rằng tham nó giống như cái túi không có đá gì đó, bỏ bao nhiêu cũng không đủ. Nên Đức Phật ngày có một lần đó, ngày thấy vị tỷ cu đó có cái người cha của mình chết rồi để lại tiền đó, là cái người chú mới nói với vị tỷ cu đó, thì vị tỷ cu đó thấy được 100 đồng tiền vàng. Lúc tu á, thì nỗ lực tu, cha chết thì cũng không để ý gì, nhưng mà khi mà chú nói cha chết để lại 100 đồng tiền vàng, vị tỷ cu này bị lay động cái tâm tư muốn quần tục. Muốn quần tục rồi cái chư tăng nghe được vị đó dẫn tới Đức Phật. Đức Phật hỏi vậy chứ bây giờ ông quần tục mới 100 đồng tiền vàng này ông làm gì? Thì cái ông nói ông làm ruộng. Thì Đức Phật này nói bao nhiêu tiền nó mua trâu, mua bò, mua giống rồi rồi ăn uống, ngươi thấy có đủ không? Cuối cùng không có đủ, không có đủ vô đâu. Và Đức Phật ngày mới thật sự là lòng tham rất là ghê sợ. Ngày kể lại về kiếp vua Man Thát Tú đó, vỗ tay ngọc ngà châu báu tới đầu gối, nhưng mà cái lòng tham cũng không phải gì ngọc ngà châu báu vỗ cái đầu gối, mà lòng tham nó bớt, nó vẫn tăng trưởng, rồi muốn lên cõi trời tứ đại tiên vương, lên cõi trời đao lợi, rồi muốn thống trị cõi đao lợi. Thì chúng ta mới thấy rằng bởi vì Đức Phật nói lòng tham nó không có thái. Dù bây giờ quý vị thấy có bây giờ người ta giàu bao nhiêu, người ta phải giàu đạt bao nhiêu thì người ta cũng không bao giờ biết đủ, không bao giờ biết đủ, không bao giờ đủ. Nên nhiều khi người ta cũng nói, ví dụ như một ông Bill Gates đi, ông rất $100, ông cũng không có quay lại lụm, tại vì trong một lúc ổng quay lại lụm đó, ổng kiếm được mấy ngàn đô mà ổng cần gì ổng phải quay lại lụm. Thì rõ ràng đó, nói như vậy đó để mình biết rằng $100 đối với mình đó, mình phải quay lại lụm. Nhưng mà đối với người họ làm được một lúc mà như vậy đó, $100,000 thì họ cũng không cần quay trở lại để lụm $100 đó. Thì chúng ta nghe ổng không quay lại lụm $100 mà chúng ta hiểu tại sao không quay lại lụm. Tại vì ổng có thể làm giờ đó đó, một năm 10 phút đó ổng có thể làm được gấp nhiều lần cái $100 đó, nên $100 đó ổng cũng không quay lại lụm là như vậy. Như vậy thì chúng ta mới hiểu rằng nhé, bởi vì Đức Phật nói rằng cõi chư thiên đó không phải gì cõi chư thiên là chúng ta sẽ biết đủ, không phải. Cũng như Đức Phật dạy cho vị chư thiên này vậy đó, cõi chư thiên đó cũng bị si mê rừng si đó làm mờ mắt. Mình hưởng cái cõi phước đó, mình có thiên sắc, thiên hương, thiên vị, thiên xúc, thiên giới danh xưng, thiên giới thọ mạng đó, thì mình ỷ lại. Cũng giống như bây giờ có nhiều người họ giàu, họ có địa vị, họ có quyền lực, họ có tài sản đó, họ không bao giờ nghĩ họ chết hết đó. Họ mãi mê đến lúc họ tắt thở thì họ mới biết mình chết. Quý vị cũng hiểu chư thiên cũng vậy thôi. Nên Đức Phật ngày mình nói rằng cái đó là rừng si là như vậy. Hễ còn luân hồi đó là ta không có thoát khỏi phiền não. Cái phiền não là si đó, là cái phiền não vô minh đó, nó che đậy chúng ta. Chúng ta phải cần phải làm cho minh sanh. Còn nếu mà chúng ta không có làm cho minh sanh đó, thì cái vô minh nó cứ che đậy hoài. Dù chúng ta có tái sanh ở đâu đó thì vô minh là si nó che đậy đó,
thì tham tà kiến sanh khởi, tham ngã mạn sanh khởi, hoặc là sân tật lượng khổ sanh khởi, ác pháp nó sanh khởi thì nó phải đưa chúng ta vào khổ cảnh thôi. Như vậy thì Đức Phật ngày thuyết giảng rồi đó, thì cái vị chư thiên này đó đủ duyên để chứng ngộ niết bàn, vượt khỏi cái đường mê lụy. Như vậy thì chúng ta hiểu đó, chúng ta hiểu cái Đức Phật nó là thực chỉ đó, là cái tâm của mình đó, hãy nghĩ rằng luân hồi như vậy là vừa đủ rồi. Luân hồi rất là thế nào tìm được người cha đầu tiên, người mẹ đầu tiên, như vậy là quá khổ rồi, mình cứ lặp đi lặp lại hoài 80 năm, bây giờ cho mình luân hồi trở lại làm người nữ nữa, mình cũng 80 năm mình cũng học hành thành sự nghiệp, 80 năm mình chết, cứ làm hoài như vậy mình không chán sao? Phải chán đi, phải hành theo pháp đi. Rồi bởi vì pháp là mình hành trong tâm, nên nó không phải gì mình hành trong tâm mà nó chống đối với người khác hay là gì, tâm của mình mà nó đầy dơi, nó không có. Tâm của mình chỉ là biết cảnh thôi, mà niết bàn chỉ là biết cảnh niết bàn thôi. Tâm siêu thế biết cảnh niết bàn thì chúng ta hiểu như vậy. Thì cái bạch thượng tọa, bây giờ con nghĩ rằng con giảng tới đây cũng vừa để thượng tọa với chư tăng thảo luận và phần phước phát sanh được kính dâng lên quý ngài chia đến quý vị, xin hồi hướng đến tất cả. Bây giờ thì con xin gửi mic cho thượng tọa Nhất Đẳng để thượng tọa điều hòa phần những cái khâu thảo luận và những cái phần mà ở trong bài học của con còn thiếu. Dạ. Yeah. Cái trình thượng tọa pháp đăng, ông quý Phật tử có nghe chúng tôi nói được không? Dạ. Bạch thượng tọa tuệ sư, thượng tọa có ở trước máy mà, thượng tọa có nghe được. Nếu thượng tọa tuệ sư còn ở trước máy, xin thỉnh thượng tọa còn gì trả lời cho cô thưa số 1. Dạ. Bạch thượng tọa tuệ sư, thông thường đó thì chúng ta cũng đọc nhiều đoạn kinh đó rằng khi mình tu tập mình đừng có bám víu, đừng có đặt quá nặng như gì đó. Ở trong bài kinh này thì vị tỳ kheo rõ ràng rằng rất là tập trung vào sự tu tập, luôn luôn nhớ về đề mục niệm của mình, để đủ mình sanh lên trên đó mà mình vẫn còn nghĩ rằng mình đang tu tập, và đặc biệt nhớ về giới của mình, thì lúc đầu ý thức mình là vị tỳ kheo thì ở trong cuộc tu của chúng ta có nên có những điều gọi là khắc cốt ghi tâm, hay là chúng ta nên sống với một thái độ nhẹ nhàng với tất cả, buông xả với tất cả? Xin khi thỉnh thượng tọa quan hệ giải rõ về điều này. Nam mô Phật thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Mỗi người mỗi tánh ý, có người thì họ tu tập, họ có cái khuynh hướng là không bám cái gì nó quá, còn có người thì hễ khi làm cái gì á thì họ sẽ bám sát cái công việc đó. Cho nên ở đây chúng ta không thể nói là nên hay là không nên, mà là chúng ta chỉ nói như thế này nè: nếu mà quá tập trung vào một cái đề mục và quên thực tại đó, mình quá tập trung cái đó đó, mà cái này nó thuộc về thiện pháp, cái này nó làm cho thiện tăng trưởng, thì cái đó là nên cái sự tập trung. Còn nếu như mà mình làm việc gì mà mình quá tập trung, mà cái đó nó làm cho
mình bỏ quên cái thực tại thì làm cho thiện pháp nó bị suy giảm, rồi bất thiện pháp tăng trưởng, thì cái đó là không nên, không nên tập trung cái đó. Thí dụ như trường hợp chúng ta đọc trong lịch sử thì chúng ta cũng có nghe là ông Phạm Ngũ Lão, ông ta có cái đầu óc chính trị quân sự, ngồi đang sọt mà lo việc việc nước, mãi chăm chú suy nghĩ đến cái cách để mà chống quân Nguyên. Tập trung đến mức độ mà người ta lính đi ngang, người ta dẹp đường, kêu loa người ta dẹp đường để mà cho Đức Thánh Trận Đạo đi qua. Mà ông ta gần như là không có hay biết gì. Đến khi mà bị người lính họ thích một mũi giáo vào đùi thì đau quá, ông ta mới chợt tỉnh lại. Thì ở đây thưa quý vị, ở trong trường hợp đó sẽ có những người họ thấy rằng cái sự tập trung đó, cái sự tập trung tư tưởng như vậy là một điều đặc biệt. Nhưng mà nếu mà xét ra đó, thì tập trung tư tưởng đến mức cao độ như vậy đó mà chỉ lo suy nghĩ về những cái chuyện chúng ta không có phủ nhận, nhưng mà nếu mà nói tinh thần thiện ác của đạo Phật đó, thì chúng ta thấy nếu mà ngồi tập trung suy nghĩ đến cái phương cách để mà dẹp tan, để mà đánh giặc vân vân, thì trong trường hợp đó nó cũng không phải là một thiện pháp để chúng ta tập trung. Hoặc là có những người và khi mà họ nhìn cái gì thì họ nhìn mãi mê, nhìn chết đi đến mức độ họ há hốc mở miệng mà họ không hay là họ đang tần ngần, đang ngẩn người ra với cái dáng điệu há hốc như vậy, khiến cho người khác họ nhìn vào họ thấy họ cười. Nhưng mà tại vì người đó quá tập trung đến nỗi mà quên cái thực tại, thì cái này, cái sự tập trung này nó không tốt. Vì vậy cho nên chúng ta phải đi đường trung đạo. Và trung đạo ở đây có nghĩa là để chúng ta tập trung tư tưởng vào cái gì mà cái sự tập trung đó nó làm cho tăng trưởng thiện pháp, để mà giảm thiểu bất thiện pháp thì cái đó nên tập trung. Còn nếu mà mình tập trung cái gì đó mà làm cho bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm, thì cái đó không nên tập trung. Thì chúng ta theo cái cách đó là đi đường trung đạo. Vị tỳ kheo này quá khăng khít với Kammatthana, tức là với cái án xứ tu tập, khi đó một cái ngọn gió như là một lưỡi dao nó đã nhập vào thân, và vì nó chết bị nhiễm phong hàn, ở trong chú giải gọi là nhiễm phong hàn, vì nó chết trong cái trạng thái tập trung như vậy đó, vừa khi quá sanh lên trên đó thì
Thành một vị thiên tử này cũng còn đang tập tập chúng theo cái thói quen, cái thường cận y duyên, mà chưa có bỏ ra được. Đến khi mà các vị thiên nữ vây quanh và vị đó không được tự nhiên thoải mái, bởi vì cứ ngỡ rằng là mình còn là một vị tỳ kheo, thì cái sự tập tập chú này nó cũng hay thôi vị, chứ không phải là một điều dở mà chúng ta phải bỏ đâu. Vì Đức Phật Ngài có nói với Bố Cú Sa Tí, khi mà Bố Cú Sa Tí bạch hỏi Đức Phật Ngài có cái khả năng tập trung tư tưởng không, thì Ngài mới kể lại có một lúc Ngài đang ngồi thiền, Ngài đang nhập định ở tại một cái khu rừng, cái bìa rừng, thì trong lúc đó nó có 500 cỗ xe đi ngang qua và đến bên dòng suối cạn họ vừa qua. Và quý vị biết 500 cỗ xe đó nhiều chứ đâu phải là ít, cái tiếng ồn và cái tiếng động của bánh xe như thế đó mà Ngài vẫn không hay biết gì hết. Muốn có xin tiếng với bạch hỏi Đức Phật, lúc đó Ngài ngủ hay thức? Thì Ngài nói Ngài vẫn thức bình thường, Ngài vẫn tỉnh táo bình thường. Như vậy thì cái sự tập chú đó là sự tập chú đến mức cao độ. Nếu một người tu tập mà luyện cho mình một cái sức mạnh của tâm, tu tập an trú vào cái đề mục nào đó một cách mạnh mẽ, bất động, không có bị chi phối ngoại cảnh chung quanh, thì như vậy cái sự tu tập đó là cái sự tu tập đạt đến cái mức cao độ, chứ không phải là cái chuyện bình thường, không phải là chuyện bình thường. Cho nên trong cái trường hợp này đó, thì chúng ta thấy vẫn là tốt như thường. Trong đời sống hàng ngày chúng ta làm việc gì chúng ta cũng là tập chú vào cái đó, say mê vào cái đó, thì chúng ta mới có thể thành tựu được. Chứ còn nếu như mà chúng ta làm việc gì mà chúng ta cứ lơ đễnh, không có chuyên tâm, có khi ngồi suy nghĩ chuyện này chuyện kia, thì cái trường hợp đó nó không có nên. Ngay cả trong luật cái việc mà các vị tỳ kheo ăn uống của vị là phải lúc mà thọ thực là phải thọ thực cho nghiêm trang, phải thọ thực đánh trú tâm, chứ không phải là ngồi ăn lơ đễnh, nhai nhai lơi lơi vậy, hoặc là lo suy nghĩ chuyện khác, hoặc là ngồi nói chuyện, vừa ăn vừa nói chuyện chuyện này chuyện kia với mọi người xung quanh, cái đó là Đức Phật này không cho phép. Thì như vậy nói tóm lại là cái việc tập trung tư tưởng cao độ gắn bó thì cái điều đó là tốt, nhưng mà tùy theo cái sự gắn bó này. Điều nào chúng ta tập trung mà đưa đến cái sự tốt đẹp, kết quả tốt đẹp, thì cái điều đó chúng ta nên làm.
Còn hễ mà chúng ta tập trung cái gì đó nhưng làm cho thiện pháp nó suy giảm và thiện pháp tăng trưởng thì cái này chúng ta không nên làm. Bây giờ chúng ta ngồi lại mà chúng ta tập trung trên màn hình TV để chúng ta xem phim thì chẳng hạn, rồi làm như vậy đó, hãy chúng ta bị dướng vào cái gì thì chúng ta dính chặt vào trong cái đó, thì cái điều này nó cũng là có điều trở ngại cho chúng ta trong cái việc tu tiến. Cho nên chúng ta tùy theo, nói tóm lại là tùy theo mỗi người, mỗi người có một cái thói quen. Có người thì tập trung được, còn có người thiếu sự tập trung. Thì người nói về cái người tập trung thì có thể nên sự tập trung theo cái chiều hướng tốt và có thể tập trung theo cái chiều hướng xấu, thì chúng ta hãy lựa chọn cái chiều hướng tốt mà chúng ta đi. Chứ chúng ta không, cũng không có cả quyết, không có đâu dứt khoát một điều là không nên như vậy mà phải buông xả, vân vân. Chúng ta không nên nói một cách cột chặt như thế. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi này của Thượng Tọa Giác Đẳng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sa thưa cái trường Thượng Tọa Tuệ Sư, Thượng Tọa Tuệ Sư đề nghị Thượng Tọa Tuệ Quyền ơi, Thượng Tọa có ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Tuệ Quyền, dạ, hình như thấy Thượng Tọa Tuệ Quyền bây giờ không thấy Thượng Tọa Tuệ Quyền nữa. Dạ vâng. Nếu Thượng Tọa Tuệ Sư còn ở trước máy, xin thỉnh Thượng Tọa quan hỷ. Dạ vâng, dạ. Dạ rồi, chắc để Thượng Tọa Tuệ Sư đề nghị. Thì tòa Pháp Trăng ơi, thì tòa Pháp Trăng có mặt máy không? Nếu, dạ. Thì tòa Pháp Trăng ở trong bài kinh này, Đức Phật dạy là bát chánh đạo là con đường trực chỉ. Dạ, bát chánh đạo là con đường trực chỉ. Thì tòa có thể giải thích là tại sao đường bát chánh là con đường trực chỉ. Và cũng có người họ nói rằng, nếu mà mình tu tập mà bữa có lòng thành đó, thì trước sau dường cũng đắc đạo chứng quả, tại vì đường nào cũng đến La Mã cả. Thì tòa nghĩ sao? Kính thưa thưa tòa. Alo. Khi một người họ có, mình gọi là có tâm mình là thọ tưởng đó, họ thọ cái gì họ tưởng cái gì thì tâm họ đó có tầm tứ cái đó à. Nên đó, mình thấy những cái tôn giáo đó, thì mình phải lấy cái này mình hiểu, có nghĩa là họ thọ là họ có cảm giác à, và họ tưởng là cái kinh nghiệm cái đời sống của họ, đời sống tu hành của họ, thì họ sẽ có tầm tư là họ tìm kiếm và họ nói cái đó thôi à. Nên á, mình hiểu rằng, mình hiểu Đức Phật chỉ cho mình hiểu cái tâm của chúng sanh rồi đó. Và Đức Phật ngày, tại sao ngày nói bát chánh đạo à, bát chánh đạo vì đạo đó là đạo đế à, đạo đế trong tứ đế. Bởi chúng ta thấy khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế, thì đạo đế này phiền não. À, cũng giống như bây giờ mình bệnh cảm ấy, thì mình không thể nào uống xăm được. Bệnh cảm mình phải uống thuốc cảm thôi. Nếu mà mình bệnh cảm mình uống xăm mình sẽ chết liền. Cũng như vậy, khi mà người mà thọ trì pháp đó, sai đó, thì người đó không có thể nào chấm dứt luân hồi được. Mình phải hiểu như vậy. Và khi hiểu như vậy mình thấy rằng nếu mà Đức Phật nói bát chánh đạo á, thì mình thấy nếu mà nói trong tâm á, thì Đức Phật ngày dạy trong bản niêu tất cả gọi là pháp á, ngày gom lại hết. Thì bây giờ ngày dạy sở hữu trí tuệ là chánh kiến, sở hữu tầm là chánh tư duy à, rồi sở hữu chánh ngữ chánh nghiệp là ba sở hữu giới phần à, chánh tinh tấn là sở hữu cần, chánh niệm là sở hữu niệm, chánh định là sở hữu nhất hành. Như vậy á, thì lúc bây giờ đó, cái tâm sở đó gọi là phúc hành á, thì cái phúc hành này nó vượt hơn cái phúc hành hiệp thế mà gọi là phúc hành siêu thế. Phúc hành siêu thế này mình tương ưng với cái tâm siêu thế đạo và siêu thế quả. Nên mình mới hiểu rằng Đức Phật gọi trong bài kinh 40 đại pháp là chánh kiến đưa đến đạo chi là tương ưng với bát chi đạo. Chánh kiến đưa đến sanh y là chánh kiến này đưa đến cái còn sanh.
có nghĩa là còn cái thiện nghiệp cho mình sanh vào cõi vui của sắc giới, dục giới, cõi vô sắc giới, phúc hạnh. Như vậy thì mình hiểu Đức Phật Ngài phân biệt Ngài rất là rõ ràng, và Ngài dạy con đường bát chánh là con đường để diệt trừ cái lòng tham ái. Và chúng ta hiểu rằng tham ái đó thì có cái sở hữu si, vô tàm, vô quý, phóng dật, đó là bốn sở hữu bất thiện quyến hành. Nó có mặt ở trong 12 tâm bất thiện, 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, đều có bốn sở hữu bất thiện quyến hành này hết. Như vậy thì khi mình nói si hay là vô minh đó, thì Đức Phật Ngài dạy cái sở hữu si này nè. Vô tàm là không có hổ thẹn, vô quý là không có ghê sợ, phóng dật là quên mình. Nên đó, bất luận là người nào khi mà họ làm điều đó, người ta nói họ đó, thì họ nói rằng lúc đó tôi lầm lẫn quá đi, tôi lầm lẫn quá, thì do phóng dật thôi, do phóng dật, nghĩa là họ quên mình. Quên mình là người thầy giáo hay là bộ giáo dục hay là bộ này bộ kia vậy đó. Họ lúc họ quên, có nghĩa họ phóng dật đó, họ không có chánh niệm đó, họ phóng dật, thì lúc bây giờ cái ác pháp nó tràn vào cái tâm tư của họ, nên họ làm cái chuyện mà bất thiện, như là thân họ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, miệng của họ nói ác, nó động tộc, nó thiêu dệt, nó như là nhẫn nhí vô ích, ý của họ có tham ác, sân ác và tà kiến ác. Như vậy là thân khẩu ý của họ hiện giờ nó là ác rồi, ngược lại với thiện. Thiện là có cái tâm hay có chính kiến đó, thì thân mình từ bỏ sắc sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, khẩu của mình từ bỏ nói ác, đâm tập, tiêu dệt, những là giảm nhí vô ích, ý của mình thì từ bỏ tham ác, sân ác và tà kiến ác. Như vậy thì chánh kiến á, nó để nó loại bỏ cái ác pháp trong tâm của mình. Chánh tư duy là sở hữu tầm, cũng như nãy Thượng Tọa Từ Siêu nói đó, sở hữu tầm đó là cái hướng tâm đến đối tượng đó. Thì cái sở hữu tầm thiện có bất thiện quý vị. Bởi vì chúng ta học sở hữu tâm hợp được 55 thứ tâm này, trong đó 54 tâm dục giới từ ra ngũ sông thức và 11 tâm sơ thiền có tâm. Như vậy tâm này nó có siêu thế tâm, nó có tâm trong trong thiền, nó có tâm trong tâm thiền. Như vậy là sở hữu tâm nó hợp được được 55 thứ tâm như vậy, nên đó, mình thấy được hợp được 55 thứ tâm như vậy là có tâm ở trong dục giới, là có tâm trong sắc giới, có tầm trong siêu thế. Như vậy thì khi mình hiểu được rõ ràng như vậy đó, thì mình thấy được cái mình thấy được cái sở hữu tầm này nó hợp được như vậy. Như vậy thì mình hiểu được cái tầm này nó chia ra ba loại. Tầm ở trong bất thiện cũng có, tầm trong thiện dục giới, sắc giới, và tầm trong siêu thế cũng có. Như vậy thì chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta thấy rằng mình hướng cái tâm của mình tới đó. Nên tưởng tượng quý vị thấy, chúng tôi thường nói quý vị, ví dụ chúng ta nói rằng tại sao mình đi quýnh bài. Thì cái sở hữu tầm nó hướng cái tâm mình tới cái chỗ bài bạc đó. Tứ á, là mình đi tìm kiếm cái đường đi, mình tìm kiếm cái điều kiện để mình đi, là tứ. Tứ là quan sát. Nên khi mình nói chuyện với ai đó thì mình có tầm, có tứ. Nên thường thường tầm tứ là khẩu hành đó. Mình tìm kiếm và quan sát để mình nói với người ta. Người ta hỏi cái đó, mình tìm kiếm và quan sát mình để mình trả lời cho người ta. Vậy là khẩu hành là tầm. Tâm hành là thọ tưởng. Thọ tưởng là những cái gì mình lãnh nạp, vui buồn gì trong cuộc đời mình. Ví dụ mình, chúng ta thấy ví dụ cuộc đời của mình bị bao nhiêu tai nạn á, bao nhiêu cái sự tai nạn mà mình vượt khỏi, đó là những cảm thọ vui khổ. Rồi cái tưởng mình nhớ lại những cái chuyện đó, bây giờ mình tâm của mình là như vậy thôi. Như vậy thì mình hiểu được những gì Đức Phật Ngài nói. Như vậy thì bát chánh đạo thật sự là cái con đường để diệt khổ, nó diệt lòng tham mà. Bởi vì chúng ta thấy chánh kiến để diệt trừ lòng tham, bởi vì thấy cái lòng tham là cái dẫn đến đọa xứ, lòng tham dẫn vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Còn cái thiện thì cái chánh kiến là thấy thiện nghiệp như bố thí, trì giới, tu thiền, tính pháp, thiết pháp, cung kính, phục vụ, vướng phước, tùy hỷ phước hay cải chánh tri kiến, thì cái đó là thiện, thì nó đưa đến cõi trời. Như vậy thì khi mà chúng ta thấy bát chánh đạo, Đức Phật Ngài nói có chánh kiến đưa đến sanh y, chánh kiến đưa đến đạo chi, rồi chánh tư duy cũng vậy, có chánh tư duy đưa đến sanh y, chánh tư duy đưa đến đạo chi. Mà hễ mình có cái tư duy bất thiện thì đưa đến đọa xứ, tư duy thiện đưa đến thiện giới, tư duy siêu thế đưa đến như vậy thì rõ ràng đó, mình thấy được cái sở hữu tâm nó hợp được 55 thứ tâm như vậy, sở hữu tứ nó hợp được 66 thứ tâm, là thêm 11 tâm nhị thiền nữa. Ở trong nó có 10, có 8 sinh thiên sư thế nhị thiền nữa. Như vậy thì mình hiểu được như vậy đó, mình mới thấy Đức Phật Ngài dạy bát chánh đạo có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định, là muốn nói đến những cái thiện pháp này nó trừ được cái ác pháp, mình gọi là phiền não luân hồi. Phiền não luân hồi, và nó dẫn đến cái phiền não, nó dẫn đến luân hồi. Bây giờ cái tâm diệt được phiền não là tâm đạo.
và bát chánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định. Bát chi đạo là đồng sanh trong tâm đạo. Nên bình thường mình học trong vi diệu pháp đó, cái tâm sơ đạo nó có bát chi đạo đồng sanh. Đó là cái sở hữu chánh kiến, sở hữu trí tuệ, chánh tư duy, sở hữu tầm, chánh ngữ, hạng ba sở hữu giới phần, chánh tinh tấn sở hữu cần, chánh niệm sở hữu niệm, chánh định sở hữu nhất hành. Nó hợp trong cái tâm siêu thế, mình gọi là bát chi đạo hợp trong tâm siêu thế. Như vậy thì khi mình hiểu được á, Đức Phật nói bát chi đạo đó, không có thể nào mà bởi vì Đức Phật ngày giảng bát chánh đạo là vậy đó quý vị. Bát chánh đạo Đức Phật là bát chánh đạo là con đường khổ là vậy đó. Khổ luân hồi, khổ phiền não, khổ tội, khổ của tham sân si. Mình nói chung là bát chánh đạo để diệt trừ được hết tất cả những khổ này ít nhiều gì đó. Ví dụ mình có cái chánh kiến, mình có tàm quý, có chánh niệm đó, mình làm cái thiện nghiệp, mình tránh xa cái ác nghiệp, mình không làm việc mà sắc sanh trộm cắp tà dâm, giới thân nghiệp, không nói ác, đồng thập tư dệt, nhảm nhí, vô ích với khẩu nghiệp, ý nghiệp của mình trừ bỏ tham ác, sân ác và tà kiến ác. Như vậy thì khi mà chúng ta thấy rằng đó, Đức Phật nói rằng pháp thiện, pháp bất thiện, chúng ta chỉ hành pháp thiện thôi, chúng ta hành pháp thiện là bát chánh đạo để loại bỏ cái tâm, cái pháp bất thiện là những cái pháp mà chúng ta gọi là tham sân si trong tâm chúng ta, nên gọi là 12 tâm bất thiện, 14 sở bất thiện đó, thì mình phải loại trừ nó ra, đây là cái pháp bất thiện. Như vậy thì bát chánh đạo để loại cái tâm bất thiện không làm việc xấu, nên bát chánh đạo nó có hướng đến cõi người trời, hướng đến niết bàn như vậy. Còn khi nào mình làm bất thiện đó, thân của mình sắc sanh trộm cắp tại dâm, dù mình là người nào đi, dù chúng ta làm tổng thống hay là cái này kia nọ hay thủ tướng gì đó, nhưng mà chúng ta có lòng tham đó, chúng ta làm gì, sắc sanh trộm cắp tại dâm thôi, chứ không có thể nào có thân chúng ta làm vậy thôi. Còn khi mà chúng ta từ bỏ sắc sanh, chúng ta phóng sanh này bố thí đồ, từ bỏ trộm cắp là chúng ta từ bỏ của cải, không có trộm cắp, từ bỏ tại dâm là chúng ta sống có phạm hạnh, sống có giới đức, sống có ngũ giới, thì đó là cái điều mà bắt chánh đạo mình gọi là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, là giới phần ấy, để cho mình tu tập cho nó đoan chánh, mình gìn giữ không có phạm những cái tội lỗi. Bởi chúng ta thấy một cái người mà họ có tà đạo đó, thì họ hành sai đó, thì họ không có thể nào giác ngộ được. Chánh đạo là con đường đưa đến giác ngộ, còn một bên đó là bàn môn, bên tà đạo là vậy. Chánh đạo là con đường ở giữa. Như vậy á, thì chúng ta đi đường giữa là con đường không cực đoan. Con đường đó dù bao nhiêu người hành, quá khứ, hiện tại, vị lai gì hành đó, nó đều đưa đến sự giác ngộ hết. Nên đó, khi mà Đức Phật ngày xuất hiện đó, là ngày thiết về thiện pháp. Còn ma quỷ hay là chúng ta gọi là Satan mà xuất hiện đó, nói đến ác pháp. Nên thường thường chúng ta thấy hai cái hình ảnh đó, nào mà Đức Phật xuất hiện đó là thiện pháp, mà hệ quỷ Satan xuất hiện người ta gọi là ác pháp. Như vậy á, thì đã định nghĩa cái ác cái thiện á. Bởi thường thường chúng ta thấy rằng thiện đó, nó có cái gì, nó có năm nghĩa: khôn khéo, khôn ngoan, sáng suốt, không lỗi lầm, không bệnh hoạn, cho quả vui. Mà hễ mà khi làm bất thiện đó, là cái tâm mình bệnh hoạn nè, không khôn khéo, không khôn ngoan, không sáng suốt, lỗi lầm, cho đầu quả khổ. Khi mình làm ác đó, thì nó có năm cái nghĩa của ác pháp vậy đó. Nên chúng ta hiểu được năm cái nghĩa ác pháp. Lúc nào chúng ta làm ác là tâm chúng ta bệnh hoạn, là không khôn khéo, là không ngoan, là không sáng suốt, là lỗi lầm, cho đầu quả khổ. Còn khi chúng ta hành thiện đó, là cái tâm chúng ta đó không có bệnh hoạn, khôn khéo, khôn ngoan, sáng suốt, không lỗi lầm, cho đầu quả vui. Cái quả đó là niết bàn, hay là quả đó là hiệp thế đưa đến trời người. Thì trong cái câu này, tại sao mà bắt chánh đạo là như vậy, thì con xin trả lời như vậy. Nếu cái ý nào còn cái ý nào mà hay hơn thì con tỉnh tượng tội đẳng nói thêm, con xin để mấy chữ tượng tội. Sa thủ trình tượng tội pháp đẳng. Quý Phật tử Quan Hỷ, cho có nghe được không? Xin hỏi quý Phật tử, quý vị có nghe được không? Dạ. Thưa quý vị, chúng tôi xin tiếp lời thi tập pháp đăng với những cái phút còn lại của lớp học ngày hôm nay. Khi mà Đức Phật ngài trả lời cho vị thiên đó, thì
nguyên cả một cái bài kệ này, ngài dựa trên cái bối cảnh mà vị thiên đang đang sống. Và ở đây thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài không có phủ nhận hết tất cả những gì mà vị thiên đang có, mà trái lại ngài khuyên vị thiên nên sử dụng cái gì gọi là cái thế mạnh của mình, nhưng mà có thêm một ít bổ túc để dẫn đến giác ngộ giải thoát. Cái gì là cái thế mạnh của vị thiên? Ở đây nếu mà chúng ta đọc cho kỹ lời trong bài kệ đó, thì Đức Phật ngài nói đến lòng tham và chánh niệm là đầu tiên. Lòng tham như chúng ta biết đó là sự hổ thẹn. Rõ ràng là vị tỳ kheo này có một cái lòng tham rất là mạnh. Khi mà bản thân của mình luôn luôn nghĩ mình là một vị tỳ kheo, một vị tỳ kheo mà bây giờ ở chung quanh là có các tiên nữ vây quanh, thì vị này khởi sanh tâm hổ thẹn, lòng tham rất là mạnh. Và cũng rõ ràng một điều là vị này đang tu tập, nên cái niệm cũng là mạnh. Niệm rất mạnh. Thì Đức Phật ngài dùng tàm và niệm đó, thì ngài nói rằng tàm là cái chỗ tựa lưng. Cái chỗ tựa lưng, ví dụ mình ngồi trên xe mà mình có cái điểm tựa, có cái chỗ tựa lưng đó, thì cái điểm tựa đó nó sẽ làm cho người mình nó cảm thấy an ổn, vững chãi hơn là ngồi, mình gọi là ngồi chơi vơi mà không có chỗ tựa lưng. Không biết là quý Phật tử nào có đã từng đi xe lôi chưa? Chúng tôi hồi nhỏ Vĩnh Long có đi xe lôi đó, thì nếu cái ghế chỗ mình ngồi mà có chỗ tựa, mình cảm thấy nó vững hơn hơn là mình ngồi ở phía trước mà không có chỗ tựa. Thành ra ở đây là Đức Phật ngài khuyên là vị ấy nên vận dụng cái lòng tham, bởi vì ở đây ngài không nhắc đến cái quý mà ngài tới là tham thôi, bởi vì vị này cảm thấy rất là hổ thẹn khi mà mình ngó trước mặt, ở chung quanh mình là toàn là những tiên nữ, mà trong một cái bối cảnh mà hoàn toàn nó không thích hợp với vị tỳ kheo. Đó là chúng ta gọi là lòng tham. Và thưa quý vị, nói đến chánh niệm thì Đức Phật ngài khuyên là chánh niệm nên là cái ghế nệm hay ghế đệm mình đi xe đó. Mà thưa quý vị, nếu mà ngồi mà không có cái nệm thì nó bị dặn, nó bị đau, nhất là những vị mà không có da có thịt thì bị đau, có nệm thì trở nên êm ái. Thì cái niệm á, chánh niệm của chúng ta nó giống như là cái ghế đệm vậy đó. Có nghĩa là một cái vị mà tu tập đó, mà khéo tu và biết tu đó, thì dù cảnh thuận hay nghịch, dù thích hay không thích đó, thì tất cả chỉ là đề mục niệm, chỉ là đối tượng niệm, đối tượng để ghi nhận thôi. Mình không làm lớn chuyện về chuyện đó. Khi một người mà có cái thực tu đó, là không có làm lớn chuyện những chuyện không đáng làm lớn chuyện. Ở đây nó có rất là khác với cái người bình thường. Người bình thường là gặp cái mình không thích thì phản đối kịch liệt, mà gặp cái mình thích thì mình bám víu. Còn đối với có chánh niệm á, thấy biết là thấy, nghe chỉ biết là nghe, và cái gì mình thuận biết là thuận, nghịch biết là nghịch, và tâm mình thế nào mình biết như thế đó. Cái này nó tạo nên một cái khả năng mà chúng ta tạo gọi là giảm sốc. Giảm sốc ở đây tức là mình không bị quá dao động vì những cái chuyện mà gọi là trái ý nghịch lòng, hay là bị quá cuốn hút bởi những chuyện mà mình quá thích. Cái này thì rất là khó giải thích, nhưng mà khi mà nếu chúng ta có được cái thời gian tu tập ở trong thiền viện hay tu hành thiền tiến niệm xứ rồi đó, thì cái chánh niệm có một cái diệu dụng, đó là cái gì cũng là đối tượng của chánh niệm được hết. Ví dụ người không có chánh niệm thì khi cái mình ngồi thiền mà tâm mình không định thì mình phản ứng là bữa nay khó chịu quá, mình ngồi thiền không có định. Nhưng mà với người mà có chánh niệm rồi thì không có định thì biết là tâm không có định về thôi. Buổi sáng thức dậy quể quải, mình biết quể quải, cái quể quải đó nó cũng là đối tượng của chánh niệm. Thành ra cái ghế nệm đó, cái ghế đệm đó là chánh niệm. Và một khi mà chúng ta đã có chánh niệm rồi thì nó sẽ tạo cho chúng ta cái khả năng thích nghi với mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên Đức Phật ngài nhắc thêm một điều, và điều này rất ư là quan trọng đối với người tu tập, đó là chánh kiến là dẫn đầu. Chánh kiến á, là cho chúng ta biết được
cái gì là vấn đề, cái gì là nguyên nhân của vấn đề, và thế nào là giải pháp, và thế nào là con đường dẫn đến giải pháp. Người ta nói rằng cũng thời làm việc, nhưng mà một người làm việc mà có cái nhìn khác với người không có cái nhìn. Cái người làm việc mà có cái nhìn đó thì luôn luôn hiểu rõ vấn đề, nguyên nhân của vấn đề, giải pháp và con đường dẫn đến giải pháp đó. Nói theo đạo Phật, ngôn ngữ của Tứ Diệu Đế là khổ tập diệt đạo. Cái chánh kiến là biết cái gì là khổ, biết cái gì là nguyên nhân sinh khổ, biết cái gì là sự diệt khổ, và biết cái gì là con đường dẫn đến diệt khổ. Cái này nó tạo cho chúng ta một cái tầm nhìn tương đối xa, tương đối rộng. Quý vị thấy những cái vị mà gọi là chỉ huy, hay là những nhà lãnh đạo, hoặc là người chủ ở trong gia đình, không có giải quyết vấn đề theo tính cách nhất thời là đụng đâu giải quyết đó, mà vị này giải quyết nó có tính cách là về lâu về dài. Thí dụ như bây giờ quý vị là cha mẹ mà có đứa con mà nó sinh một cái gì đó, thì quý vị không đơn giản là lấy tiền cho nó liền, mà quý vị phải suy nghĩ cặn kẽ là mình cho cái này về lâu về dài nó có lợi như thế nào, có hại như thế nào đối với đứa con của mình. Tức là mình suy nghĩ có tất cách nhân quả, có tất cách là khổ tập diệt đạo. Thì một cái người tu tập đó, rất là cần thiết để biết rõ cái khả năng quyển chuyển, xây trở, tiến thủ dựa trên cái nhìn về sự khổ, nhân sanh khổ, sự diệt khổ và con đường những cái sự diệt khổ. Như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài bạch với Đức Phật, khi Đức Phật hỏi, Ngài Xá Lợi Phất trả lời, thì Ngài Xá Lợi Phất nói rằng con hiểu lời của Đức Thế Tôn dạy rằng đối với sự thân cận nào mà thiệt tăng trưởng, bất thiện pháp suy giảm thì cái đó là nên thân cận, mà cái nào mà bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm, cái đó là không nên thân cận. Thì ngay trong câu trả lời của Ngài Xá Lợi Phất đó, thì đã có một cái ý thức là hoặc là đi tới, hoặc là đi lui, hoặc là tiến thủ, hoặc cái gì nên có, cái gì không nên có. Chúng ta lấy một cái thí dụ khác là ở trong chánh tinh tấn, Đức Phật có bốn pháp, là nếu một người mà thật sự tu tập mà có chánh tinh tấn thì vị đó biết rõ là cái nỗ lực này là khiến cho ác pháp nào chưa tăng, ác pháp được chưa sanh sẽ không sanh khởi, mà ác pháp nào đã sanh được suy giảm, thì chưa sanh không sinh khởi là thận, thận chánh cần, và đã ác pháp đã sanh rồi thì suy giảm gọi là trừ chánh cần. Nhưng mà thiện pháp chưa sanh được sanh khởi gọi là tu chánh cần, mà thiện pháp đã sanh rồi trưởng, đó là bảo chánh cần. Thì cái khả năng mà mình làm một cái việc gì đó, mình đặt cái nỗ lực vào việc gì đó, mình cố gắng cái gì đó mà mình thấy rằng tí này nó có cái ý hướng là làm cho thiện pháp tăng trưởng, bất thiện pháp suy giảm thì mình làm. Nhưng mà cái ý hướng nào mà mình cảm thấy rằng mất thiện pháp tăng trưởng thì pháp suy giảm mình không làm. Cái đó nó cũng là một cái nhìn của chánh kiến mà được áp dụng trên chánh tinh tấn. Bởi vì chúng ta thấy nó liên lạc với nhau, rất là liên lạc với nhau. Cái tầm nhìn của chánh kiến quan trọng lắm. Chúng tôi lấy một ví dụ là nhiều khi quý vị học pháp, mình chỉ nghe cái gì đó, mình nghe mình thích quá. Nhưng cái chuyện mình nghe mình thích nó là một lẽ. Nhưng mà vì đường dài nó có lợi cho mình, từ chỗ đó mình có hiểu, có áp dụng, có cái thực tiễn hay không là một lẽ. Nếu mà chúng ta không có cái chánh tri kiến đó, thì có nhiều khi mình nghe một người nói pháp mà họ nói một cách rất là văn hoa, họ nói một cách rất là vui, mình nghe mình thích quá. Nhưng mà rồi sau cái thích nó không còn có cái gì nữa hết, thì thật ra cái đó nó không có lợi bằng nhiều khi mình học pháp mà mình nghe một cách khô khan hay nghe một cách không có thú vị. Nhưng về lâu về dài thì cái trí tuệ của mình nó tăng trưởng. Mình ăn cố về thứ vị, chúng tôi bị tiểu đường và chúng tôi đọc nhiều sách về tiểu đường đó. Người ta nói rằng cái người mà bị tiểu đường đầu tiên là người đó phải có một cái ý thức biết rõ là thí dụ như người Việt Nam mình thường quan niệm rằng mình tránh cái gì ngọt là được. Không phải, không phải tránh gì ngọt, mà cái nghề tiểu đường quan trọng là có bao nhiêu calorie đem vào trong người. Hễ calorie dư thừa
hay trong một bữa ăn mà quá nhiều calorie thì cái calorie dư đó nó biến thành đường. Và vì vậy đó, một cái chìa khóa của người tiểu đường là gì? Là mình cũng ăn, nhưng mà mình biết rằng trong bữa ăn đó, cái bữa ăn trung bình có bao nhiêu calorie. Thí dụ như chúng ta cho phép mình ngày hôm đó mình ăn được một bữa ăn 500 calorie, thì cái quan trọng là mình biết là ở trong cái bữa ăn đó, với chừng đó thức ăn, thức uống nó bao nhiêu calorie. Chứ không phải là chúng ta nói rằng mình cứ hết để rồi mình suy dinh dưỡng, không phải vậy. Thành ra cái tầm nhìn đó, nó quan trọng lắm. Một người đi vào cuộc đời, một người đi vào cuộc sống luôn luôn phải có tầm nhìn, bởi vì Đức Phật gọi là chánh kiến là dẫn đạo. Và cái chánh kiến dẫn đạo nó là một cái khả năng để chúng ta hiểu là nên tiến hay nên thoái, nên dừng lại, nên biết đâu là chừng mực, nên biết đâu là nguyên nhân, biết đâu là hậu quả. Cái này là cái quan trọng. Và Đức Phật Ngài khi Ngài dạy điều này, Ngài nói rằng con đường bát chánh là con đường cực chỉ, không có quanh co. Tại vì sao? Đó là một cái giải pháp khiến cho chúng ta đối diện trực tiếp với vấn đề. Vấn đề ở đây là sự đau khổ. Và Ngài tác động cho vị thiên này cái niềm tin rằng dù là nam hay nữ, nhưng mà đã sử dụng pháp xa. Pháp xa tức là cổ xe pháp. Cổ xe pháp ở đây là xe bát chánh đạo đó, thì vì nó sẽ thẳng đến đến Niết Bàn, không phân biệt ai hết. Tại cái pháp đó, nó vượt ngoài, và nó vượt ngoài cái nó vượt ngoài tất cả những cái ý thức về về giới tính, về người, về ta, vân vân. Thì quả thật là những lời của Đức Phật dạy đó là đưa vị tỳ kheo này, mà đưa vị thiên này mà trước kia là vị tỳ kheo á, trở về với một cái nhìn thực tiễn. Dạ, trở về nhìn thực tiễn là vận dụng cái mạnh của mình. Cái mạnh của vị tỳ kheo này rõ ràng là tàm. Tại vì vị đó, quý vị thấy rằng vị đó sanh ra, mình là vị tỳ kheo mà sanh ra chung quanh có những tiên nữ rất đẹp, thì vị sanh ra hổ thẹn. Cái mạnh của vị này là niệm. Niệm ở đây tức là rất là gắn bó. Nhưng mà thì vị này thiếu cái gì? Thiếu cái chánh tri kiến. Thiếu cái chánh kiến ở đây. Chánh kiến ở đây phải là vị này tin vào tà kiến. Mà chánh kiến ở tại đây đó là vị này chưa có vận dụng được cái niệm và cái tầm của mình để phát huy những cái chi đạo khác của bát chánh đạo. Thành ra cái bài kệ mà Đức Phật Ngài giảng dạy đó, thật ra đó là một bài tương đối rất thuần về pháp hành. Và dựa trên cái tâm thức của vị tỳ kheo, dựa trên cái bối cảnh của vị tỳ kheo, dựa trên cái gì mà vị đó có, cái gì được vị đó mạnh và vị đó yếu. Và nhờ vậy khi mà được Đức Phật Ngài chỉ điểm, được Đức Phật Ngài hướng dẫn, thì vị này chứng quả Tu Đà Quần. Và như chúng ta biết rằng một vị thánh Tu Đà Quần mà ở trong cái thân của vị thiên nam, thì nhất là một vị thiên nam này lại là một vị có tu nữa, thì chắc chắn vị đó không bao giờ xa đọa. Chắc chắn vị này không bao giờ mà đi xuống, mà chỉ có đi lên. Và chúng ta không có được sớ giải nói thêm, nhưng mà chúng ta tin rằng chắc chắn này, vị này dẫn đến giải thoát. Nhưng mà câu chuyện này là câu chuyện thú vị, thưa quý vị. Chúng tôi nói thú vị ở một điểm như vậy là hầu hết chúng ta đều nguyện sanh về thiên giới. Mà vị này sanh về thiên giới đó, nhưng mà lại cảm thấy cái thiên giới đó là cảnh bị đọa. Cảm thấy tiên đó là ma. Cảm thấy cái dục lạc đó là phiền não. Thiên lạc là phiền não. Thì kể ra vị này căn cơ cũng cao thật. Và chỉ một lần đến Đức Phật và chỉ hỏi một câu, và Đức Phật dạy một bài kệ mà vị này thành tựu được quả vị Tu Đà Quần, thì quả thật là một kỳ tích đối với người tu tập. Chẳng những một kỳ tích mà còn thắng duyên nữa. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma. Ngày mai này chúng ta có giáo trình thắng pháp, và giáo trình thắng pháp Abhidham, và vị giảng sư là Thượng Tọa Tuệ Siêu. Thứ vì ngày mai này chúng tôi rất tiếc là chúng tôi không có vào sinh hoạt được, bởi vì ở chùa có cái đám tang vào lúc 8:30 sáng, giờ đi hỏa táng ngày mai của Phật tử. Ra chúng tôi rất tiếc là không vào được. Sẽ gặp lại quý vị vào thứ hai, nhưng mà ngày mai chúng ta vẫn sinh hoạt như thường lệ. Nam mô Bụt Thầy.